Bạn đang nghe truyện Nhà trọ địa ngục, phần 4, tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, truyện được chuyển thể thành audio bởi website truyenmasợvãitè.com, phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Vui lòng đăng ký, chia sẻ trước khi nghe truyện. Mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của anh Tú. Thành phố Ca, khoa vật lý trường đại học Hồng Ưng danh tiếng. Doanh Từ Dạ đảm nhiệm công tác giảng dạy môn vật lý tại đây đã được một năm rồi. Tốt nghiệp đại học sư phạm, sau khi lấy được học vị thạc sĩ, bỏ qua cơ hội ra nước ngoài du học mà lại đến ngôi trường trước kia cha mẹ công tác để giảng dạy. Mỗi lần tới giờ cô lên lớp, số sinh viên vắng mặt gần như là bằng không. Nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì dung mạo khuynh thành và khí chất thông tuệ của Doanh Từ Dạ. Từ nhỏ cô đã vô cùng xinh đẹp, một gương mặt trái xoan, một mái tóc dài bồng bềnh xõa ngang vai, một đôi mắt làm say lòng người cùng với ngũ quan tinh tế như được điêu khắc mà nên. Cộng thêm khí chất băng lãnh ngạo nghễ thường ngày, mỗi khi đưa tay nhấc chân đều toát ra vẻ cao quý, bất luận là nam sinh hay nữ sinh đều có ấn tượng rất tốt với cô. Sắc đẹp của Doanh Từ Dạ cũng không phải là loại sắc đẹp khiến cho người khác nổi lên dục vọng nguyên thủy, mà là một vẻ đẹp bất luận là nam hay nữ đều thật tâm yêu thích, một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết. Trong một năm giảng dạy, hầu hết sinh viên đều có quan hệ vô cùng tốt với cô. Sau khi kết thúc tiết học, Doanh Từ Dạ sắp xếp lại tài liệu giảng dạy. Hắng giọng một cái, cô bình thản nhìn những học sinh bên dưới nói. Cuối cùng, muốn thông báo cho các bạn một việc. Hôm nay là ngày dạy học cuối cùng của tôi tại Đại học Hồng Ưng. Tôi đã nộp đơn từ chức cho hiệu trưởng. Hơn nữa, cũng đã bàn giao tốt công việc cho giảng viên vật lý dạy thay. Tức khắc bên dưới một mảnh xôn xao. Một năm qua các sinh viên và Doanh Từ Dạ sớm đã thân thiết như người nhà. Bên dưới âm thanh nhốn nháo càng lúc càng lớn, không ít người đã lớn tiếng hỏi. Lão sư, vì sao cô lại từ chức vậy? Đúng vậy, lý do là gì? Doanh Từ Dạ tiếp tục nói. Trường Đại học Hồng Ưng là nơi dạy học trước đây của cha mẹ tôi, cho nên tôi rất có cảm tình với ngôi trường này. Bất quá, bởi vì lý do cá nhân, tôi không cách nào ở lại đây để tiếp tục giảng dạy nữa. Thật sự rất tiếc. Có lẽ sau này vào một dịp nào đó, tôi sẽ quay lại nơi đây. Dù sao thiết bị dạy học và phòng thí nghiệm ở trường Đại học Hồng Ưng đều rất tốt. Lý do cá nhân ư? Một người bàn tán xôn xao. Chẳng lẽ là lão sư muốn ra nước ngoài du học, hoặc là muốn kết hôn nên từ chức? Tuy rất lưu luyến, nhưng nếu tâm ý Doanh Từ Dạ đã quyết, mọi người cũng không tiện nói thêm gì nữa. Lão sư, sau này có cơ hội nhất định phải về thăm trường đấy. Lão sư, một năm qua mọi người cùng nhau học tập rất vui vẻ đó nha. Tuy Doanh Từ Dạ thường ngày ít khi tếu táo, trầm mặc ít nói, nhưng giảng dạy rất tinh tế, chỉ cần hai ba câu là đã truyền đạt được ý của mình. Rất nhiều người đều đối với cách giảng của cô cảm thấy vô cùng dễ hiểu và thoải mái. Ra khỏi cánh cổng trường Đại học Hồng Ưng, Doanh Từ Dạ nhìn thoáng qua ngôi trường mình đã công tác một năm qua, chậm rãi quay đầu lại bước đi. Lý Ẩn mở mắt. Lúc này bên cạnh hắn đang ngồi là hai người Hạ Uyên, Đường Lan Huyễn. Cậu đã tỉnh rồi hả, Lý Ẩn? Hạ Uyên thở nhẹ ra rồi nói. Cậu hôn mê cũng đã 2 tuần rồi. 2 tuần á? Lý Ẩn cảm thấy đầu óc hỗn loạn, cẩn thận nhớ lại một phen. Mới nhớ tới hắn và Khả Hân cùng nhau từ U Thủy Thôn trốn về nhà trọ. Kết quả là Khả Hân ngay trước cửa nhà trọ đã bị nữ quái kia ăn tươi. Còn mình thì... là A Tú đã cứu mình. Lý Ẩn rốt cục nhớ lại hết tất cả. Bất luận thế nào, cuối cùng mình cũng đã may mắn sống sót qua lần huyết tự chỉ thị thứ 4. Nhưng mà Khả Hân rốt cục lại không thể tránh được một kiếp này. Khả Hân, Hằng Viêm và Thủ Thiên đều đã chết hết à? Hạ Uyên thở dài nói. Không có biện pháp. Mỗi lần chấp hành huyết tự chỉ thị, nhất định sẽ là có người hy sinh. Lý Ẩn, cậu có thể sống sót cũng coi như không tệ. Huyết tự chỉ thị lần thứ 5 có lẽ sẽ cách một đoạn thời gian rất dài mới lại xuất hiện. Cậu cũng không thể thư giãn. Mấy ngày này phải nghiêm túc chuẩn bị. Huyết tự chỉ thị lần thứ 5 có thể nói là một cái ranh giới. Ranh giới? Lý Ẩn ngạc nhiên một chút. Tiếp theo Hạ Uyên nói. Vì lúc đó cậu còn chưa vượt qua lần huyết tự chỉ thị thứ 4 và không muốn tạo cho cậu áp lực quá lớn, cho nên tôi cân nhắc khoan nói cho cậu biết. Huyết tự chỉ thị lần thứ 5 là một mốc giới hạn.
sau khi vượt qua mốc này. Bắt đầu từ lần huyết tự chỉ thị thứ 6, mức độ nguy hiểm và khủng bố tự nhiên sẽ tăng vọt một cách đột biến. Bất quá, cậu cũng đừng quá lo lắng. Hạ Uyên trấn an. Bắt đầu từ lần huyết tự chỉ thị thứ 6, nhà trọ sẽ dành cho cậu điều kiện ưu đãi để tránh né quỷ hồn. Điều kiện ưu đãi? Đúng, không như hiện tại phải bán sống bán chết liều mạng chạy về nhà trọ. Bắt đầu từ lần huyết tự chỉ thị thứ 6, chỉ cần kỳ hạn thời gian vừa hết, bất luận người cậu ở chỗ nào, chỉ cần cậu muốn trở lại nhà trọ tại bất kỳ địa phương nào đều có thể mở ra thông đạo tiến vào nhà trọ. Sao lại có chuyện tốt đến mức này? Cậu nói vậy là cho dù người chúng ta cách xa nơi này nửa vòng trái đất cũng có thể lập tức quay về nhà trọ. Đúng, đừng nói nửa vòng trái đất, cho dù cậu đang ở sao Hỏa cũng có thể lập tức trở về. Nói một cách khác, bắt đầu từ lần huyết tự chỉ thị thứ 6, chỉ cần cầm cự đến khi chấm dứt kỳ hạn huyết tự chỉ thị là có thể chạy đi tìm đường sống rồi. Còn một điểm, bắt đầu lần huyết tự chỉ thị thứ 6, thông thường kỳ hạn cũng không quá dài, giống như lần này kéo dài cả tháng là ít khả năng xảy ra, tối đa cũng chỉ là một tuần thôi. Hơn nữa càng về sau, kỳ hạn càng ngắn, nghe nói thời điểm đến lần huyết tự chỉ thị thứ 10, kỳ hạn còn chưa đến một ngày. Chưa đến một ngày? Đúng, Hạ Uyên tiếp tục nói. Càng về sau, điều kiện sống sót càng được ưu đãi, nhưng đổi lại thì tỷ lệ tử vong sẽ càng ngày càng cao. Kỳ thật bản thân Hạ Uyên cũng rất lo lắng. Có thể cầm cự đến huyết tự chỉ thị lần cuối cùng không? Thật sự là rất khó khăn. Nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục thôi. Bất luận căm hận tòa nhà trọ này đến cỡ nào, có muốn thoát khỏi chỗ này đến cỡ nào, đều không thể không tiếp tục. Trước đây đã từng có một vài khách trọ muốn thử hủy diệt tòa nhà trọ. Thế nhưng mà những người đó sau này đều bị cái bóng của mình thao túng giết chết. Cái bóng đã hoàn toàn bị tòa nhà trọ này khống chế, hoàn toàn không có phương pháp kháng cự. Cho dù trốn vào một góc nào đó để cái bóng căn bản không thể xuất hiện, thì nó vẫn có thể thao túng bản thân mình như thường. Có thể nói thế này, muốn sống sót chỉ có cách tuân thủ theo quy tắc của nhà trọ, sống sót đến lần huyết tự chỉ thị cuối cùng. Không có biện pháp khác. Tốt rồi, không nói chuyện này nữa. Hạ Uyên vỗ vỗ vai hắn nói. Tôi cũng chỉ là muốn nhắc cậu, không được nghĩ ngợi. Trước khi huyết tự chỉ thị tiếp theo đến, phải tận lực rèn luyện thân thể, nâng cao năng lực phản ứng của cơ thể và khả năng ứng biến. Đối mặt với quỷ hồn, thân thể nhân loại rốt cục chẳng thể làm gì. Không có một biện pháp nào hết. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Lý Ẩn giờ phút này chỉ cảm thấy cái bụng kêu rồn rột nói. Ừ, có gì ăn không? Bây giờ tôi đói quá. À phải rồi, Đường Lan Huyễn lập tức nói. Để tôi đi làm cái gì đó cho cậu ăn, Lý Ẩn. À, cậu muốn ăn cái gì? Mấy thứ thanh đạm một chút sẽ tốt đấy. Tùy tiện, cháo hay là mì đều được. Lần thứ tư tìm được đường sống từ cõi chết, Lý Ẩn giờ này đúng là ngổn ngang cảm xúc. Bất quá rốt cục cũng tạm thời có được một đoạn thời gian an tâm sinh sống. Cố cầm cự được đến lần thứ 6, sẽ không cần cực khổ như vậy nữa. Trực tiếp có thể trở về bên trong tòa nhà trọ. Đúng rồi Lý Ẩn, Hạ Uyên lên tiếng. Trong 2 tuần cậu hôn mê, căn hộ 403 vốn là Khả Hân đang sống, đã có chủ hộ mới. Hả? Lý Ẩn hơi kinh ngạc lập tức hỏi. Cậu nói cái gì? Chủ hộ mới, nhanh như vậy ư? Ừ, cô ấy đến sau khi các cậu trở về được 3 ngày. Là một nữ giáo viên, cô ấy đã dọn một ít hành lý vào trong căn hộ rồi. Thời điểm cô ấy tiến vào nhà trọ, tuy có chút hốt hoảng, nhưng chỉ một lát sau đã dần dần bình tĩnh trở lại. Thật hiếm thấy. Vậy sao? Lý Ẩn bất ngờ thốt lên. Thực sự có người có tố chất tốt như vậy sao? Lúc trước phải đến khi hắn hoàn thành nhiệm vụ huyết tự chỉ thị lần thứ nhất, rốt cục mới có thể đem cực độ khủng hoảng ở trong lòng mà áp chế bình tĩnh lại đấy. Nếu là hàng xóm mới thì phải đến chào hỏi thôi. Sau này đi ra đi vào đều phải chạm mặt mà. Cô ấy bây giờ đã ra ngoài rồi, đại khái là một lúc nữa mới trở về. Chắc là đến trường học, cô ấy đang giảng dạy để nộp đơn từ chức. Vậy à? Sau khi ăn vài thứ, Lý Ẩn rốt cục có lại khí lực. Sau khi xuống giường, hắn không khỏi suy nghĩ, vị hàng xóm mới kia là dạng người gì? Hắn mặc y phục tử tế, mở cửa, bước ra ngoài hành lang, nhìn căn hộ 403 đối diện. Nhớ tới Khả Hân hay e thẹn ngày nào, vậy mà bây giờ đã vĩnh viễn rời xa. Lý Ẩn không khỏi bóp cổ tay thở dài. Anh tỉnh rồi sao? Lý Ẩn tiên sinh. Một thanh âm có chút lành lạnh nhưng lại vô cùng êm ái lọt vào tai trong màng nhĩ.
Lý Ẩn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cô gái đứng ở đó. Cô gái khoảng 20 mấy tuổi, tóc dài xõa ngang vai, gương mặt trái xoan, mái ngang che khuất cái trán. Bên dưới hàng mi cong là đôi mắt trong suốt như hai hạt pha lê. Nét mặt ngây thơ, thần sắc ung dung, nhưng đôi chân mày lại ẩn chứa sự thông thái có thể nhìn thấu hết thảy mọi việc. Lý Ẩn tại thời khắc đó cứ ngỡ cô gái trước mặt mình chính là tiên nữ hạ phàm, trong lúc nhất thời vậy mà đứng ngẩn người ra đó. Cô gái đã tiến tới nói: "Xin tự giới thiệu, tôi là Doanh Tử Dạ, là chủ hộ mới của căn hộ 403. Sau này xin anh giúp đỡ nhiều hơn." Lý Ẩn lúc này mới khôi phục trạng thái bình thường, liền vội vàng đưa tay ra trước nói: "À, chào cô. Tôi là chủ hộ 404, tên Lý Ẩn, cũng mong được cô giúp đỡ." "Doanh tiểu thư, sống trong tòa nhà này không cần quá lo lắng. Chúng ta..." "Tôi biết." Doanh Tử Dạ sắc mặt vẫn như cũ, không có gì biến đổi nói: "Phải cố gắng sống sót qua 10 lần huyết tử mới có thể tiếp tục tồn tại, đúng không?" "Tôi sẽ làm được." "Chuyện đó, Doanh tiểu thư, cô dọn đến đây sống đã nói với cha mẹ thế nào?" "Cha mẹ tôi đều đã qua đời rồi, là lúc tôi còn rất nhỏ." "À, thực xin lỗi, tôi..." "Không sao, đều là chuyện đã qua rồi." Thời điểm sắp đi đến trước cửa căn hộ 403, cô chợt nói: "Đúng rồi, tôi nhớ hình như là anh viết tiểu thuyết mạng." "Ừ, tác phẩm là gì?" "Phi đạn, là tiểu thuyết quân sự về Thế chiến thứ hai." "Vậy à?" Cô gật gật đầu, lấy chìa khóa ra mở cửa nói: "Tôi sẽ lên mạng xem." Cánh cửa đã đóng lại, nhưng Lý Ẩn vẫn còn ngơ ngẩn trước cửa ra vào. Chăm chú dán chặt đôi mắt lên cánh cửa, dường như là muốn nhìn xuyên qua nó vậy. Những ngày tiếp theo, Lý Ẩn lại trở về với công việc thường ngày trước đây, viết tiểu thuyết online để kiếm tiền nhuận bút sinh sống. Tuy là cuộc sống vô vị nhàm chán, nhưng nếu so với đoạn thời gian sống một tháng tại U Thủy Thôn thì lại hạnh phúc hơn rất nhiều. Cha mẹ thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại đến, dĩ nhiên là gọi vào điện thoại di động. Điện thoại của tòa nhà trọ này chỉ có thể gọi ra ngoài, nhưng lại không cách nào từ ngoài gọi vào đây. Cha mẹ vẫn như trước nghĩ Lý Ẩn đang thuê phòng trọ ngồi viết lách sống như là một trạch nam chính hiệu, nên khuyên hắn mau tìm một công việc ổn định, thực tế một chút để sống qua ngày. Chỉ sợ cha mẹ có nằm mơ cũng không ngờ được, đứa con trai này một năm qua đã trải qua bao nhiêu chuyện không thể tin được. Doanh Tử Dạ sinh hoạt rất nề nếp, ngày thường cô đều tham gia các buổi thảo luận theo thông lệ cùng các chủ hộ khác. Tuy không thường lên tiếng, nhưng mỗi lần đều nghiêm túc ghi chép lại. Mặc dù cô cũng giống như là Odakiri Yukiko, đều là người rất trầm tính, nhưng Odakiri Yukiko cho người ta cái cảm giác bằng lãnh xa cách, còn cô lại cho người ta cái cảm giác như làn gió xuân ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua mặt đất, khiến cho người ta rất thoải mái. Cô cùng hàng xóm lầu 4 Odakiri Yukiko quan hệ cũng không tệ. Hai người vẫn thường xuyên ngồi nói chuyện với nhau. Còn Lý Ẩn thỉnh thoảng cũng đến tìm cô, nói những chuyện có liên quan đến huyết tự chỉ thị cho cô ta nghe. Lý Ẩn phát hiện sự bình tĩnh của cô quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi, hầu như không thể bắt gặp cô trong trạng thái bối rối hay bất an. Có lẽ cô đã nén chặt nỗi sợ hãi ở trong lòng, không để nó lộ ra trước mặt người khác chăng? Đến tuột cùng lần huyết tự chỉ thị tiếp theo, khi nào sẽ đến đây? Hôm nay Lý Ẩn lại đến nhà Doanh Tử Dạ. Cô luôn dọn dẹp căn hộ rất sạch sẽ, sàn nhà không dính một chút hạt bụi nào. Chuyện này rất hiếm thấy, bởi vì đa phần những chủ hộ khác đều chẳng ai có tâm tư như vậy. Khi Lý Ẩn vào nhà, cô đang đeo một cặp kính gọng đen, xem ra hình như là đang tra cứu gì đó. "Doanh tiểu thư, cô đang xem gì à?" Sắp xếp lại các ghi chú và những thông tin của các năm trước." Doanh Tử Dạ đợi Lý Ẩn đi vào phòng khách mới nói: "Uống trà không?" "Không, không cần, tôi không khát. Sống ở đây cô đã quen chưa?" "Coi như cũng ổn." Cô đợi Lý Ẩn ngồi xuống, sau đó bản thân cũng ngồi xuống nói: "Xem các tư liệu này thì thấy, nơi huyết tự của tòa nhà trọ này, chỉ định, cơ bản không có ngoại lệ, đều sẽ xuất hiện ác quỷ oan hồn. Nhưng mà tôi phát hiện, ma quỷ không rõ lai lịch và duyên cớ chiếm tỷ lệ rất lớn." "Đúng vậy. Hơn nữa còn không có quy luật gì, tựa hồ chỉ là muốn đẩy từng người một vào hoàn cảnh khủng bố rồi hành hạ đến chết." Tử Dạ tháo mắt kính xuống nói: "Nhưng hình như người có thể sống sót là người có thể từng chút một hiểu được chỗ nào là sinh lộ của huyết tử. Sinh lộ bị ẩn giấu, đó mới là điểm mấu chốt." "Đúng vậy." Lý Ẩn gật đầu nói: "Vấn đề sinh lộ là vô cùng trọng yếu,
nhưng quy luật của nó cũng vô cùng khó nắm bắt. Đây cũng là vấn đề mà Hạ Uyên và mọi người lúc nào cũng đau đầu nghiên cứu. Tôi đúc kết được hai trường hợp tương đối trọng yếu, nói cho anh nghe một chút. Cụ thể là... Nói đến đây, bỗng nhiên thần sắc cô biến đổi, một tay giơ lên ôm lấy ngực trái, tay còn lại bấu chặt vào ghế sofa, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Trái tim cảm thấy bỏng rát. Nhanh như vậy đã tiếp nhận huyết tự lần thứ nhất ư? Lý Ẩn lập tức quay đầu lại nhìn lên vách tường. Trên vách tường, hàng loạt vết máu từ trên đó chảy ra, hình thành những hàng chữ viết. Cái này... Doanh Tử Dạ dần dần cảm thấy cơn đau đã bắt đầu thuyên giảm, nhìn về phía vách tường thì thào nói. Cái này là huyết tự chỉ thị. Huyết tự trên vách tường là: vào tháng 8 năm 2010, từ ngày 16 đến ngày 20, đến ngoại ô thành phố K, địa điểm là tòa biệt thự kiểu châu Âu nằm ở bên trái đường Trác Phong. Trong sân vườn của biệt thự có trồng 3 gốc cây phong. Đặc biệt nhắc nhở, sau khi tiến vào biệt thự, quỷ hồn sẽ hóa thân thành một đồ vật vô cùng bình thường ở trong biệt thự, khiến cho các người không cách nào phát hiện được. Người có thể tìm ra thứ mà quỷ hồn hóa thân, có thể trước khi kỳ hạn trên kết thúc, rời khỏi biệt thự. Doanh Tử Dạ lúc này đã không còn cảm thấy trái tim bỏng rát nữa, nhưng mà trên trán của cô đã ướt đẫm những giọt mồ hôi, sau đó huyết tự giống như là thấm vào tường vậy, biến mất. Cùng lúc đó còn có 3 người, cũng đồng thời nhận được huyết tự chỉ thị. Một trong số đó chính là hàng xóm cùng lầu 4, Odakiri Yukiko. Ngôi nhà ma, tìm được hóa thân của quỷ hồn là có thể rời đi. Cô nhìn về phía huyết tự chỉ thị kia, chân mày dần dần nhíu chặt lại. Tựa hồ có chỗ nào đó không đúng. Còn hai người kia, chính là Hạ Uyên và chủ hộ 502, đường Văn Sơn. Điều kiện đặc biệt của huyết tự lần này làm tất cả bọn họ vô cùng lưu tâm. Hạ Uyên là bất an nhất. Đã trải qua 5 lần huyết tự, y lẽ nào không biết đằng sau điều kiện đặc biệt này nhất định ẩn giấu hiện tượng gì đó rất đáng sợ. Song khi đến đại sảnh tầng trệt, Hạ Uyên và 3 người còn lại cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy Doanh Tử Dạ. Sao lại có thể? Hạ Uyên kinh ngạc đến không ngậm miệng lại được. Cô chỉ mới tiến vào nhà trọ, đây là lần thứ nhất chấp hành huyết tự thôi. Tôi là người đã chấp hành 5 lần huyết tự. Odakiri Yukiko và đường Văn Sơn đều đã chấp hành 4 lần huyết tự. Cô sao lại... Sự chênh lệch cực lớn. Chuyện như vậy trước kia chưa bao giờ phát sinh qua. Đúng vậy. Odakiri Yukiko cũng tỏ vẻ khó hiểu. Thật không thể hiểu nổi. Không thể nào. Cô có đúng là lần đầu tiên chấp hành huyết tự không? Nhưng chuyện này lại không thể nghi ngờ. Doanh Tử Dạ chính là tiếp nhận căn hộ của Diệp Khả Hân. Nhưng mà Doanh Tử Dạ lại không có phản ứng gì thái quá nói. Chuyện này là họa hay phúc cũng không có cách nào dự đoán. Có lẽ tôi có điểm gì đó đặc biệt. Tuy cô tỏ ra thản nhiên, nhưng Lý Ẩn phát giác được. Trong mắt của cô đã xuất hiện một chút bất an. Đi vào bên trong nhà Hạ Uyên, vừa ổn định chỗ ngồi, Hạ Uyên đã lên tiếng mở màn. Chuyện này thật sự là làm cho tôi quá bất ngờ rồi. Cực ít có chủ hộ nào mới vừa dọn vào liền lập tức nhận được huyết tự chỉ thị. Những chủ hộ tiền bối cũng chưa từng nói cho tôi nghe có tiền lệ như vậy. Trong trường hợp bình thường, cùng một huyết tự chỉ thị quả thực sẽ có những người có số lần chấp hành huyết tự khác nhau tham gia. Nhưng lúc nào cũng giống nhau là không có sự chênh lệch quá lớn. Ví dụ như tham gia lần thứ 2 và tham gia lần thứ 3 sẽ cùng một tổ, hoặc lần thứ 4 và lần thứ 5 hình thành một tổ. Còn chủ hộ lần thứ nhất chấp hành huyết tự chỉ thị và chủ hộ lần thứ 6 chấp hành huyết tự chỉ thị cùng một tổ hành động thì... quá mức khác thường rồi. Cô là ai? Vì sao nhà trọ lại biệt đãi cô như thế? Hạ Uyên, Doanh Tử Dạ, Yodakiri Yukiko ngồi lại với nhau, bắt đầu thảo luận kế hoạch hôm nay. Tôi cũng không biết vì sao mình lại được biệt đãi như vậy. Doanh Tử Dạ bình thản nói. Bất quá, lần huyết tự chỉ thị này có một nguy cơ tiềm ẩn, không biết các bạn có chú ý tới không? Nguy cơ? Hạ Uyên khó hiểu hỏi. Nguy cơ gì? Tìm ra thứ mà quỷ hồn hóa thân, có thể sớm quay về nhà trọ, coi như là một điều kiện không tệ. Cái này cũng đồng nghĩa với cơ hội sống sót sẽ càng lớn hơn. Nhưng có thực là như vậy không? Doanh Tử Dạ nói xong, Hạ Uyên vẫn còn chưa hiểu, nhưng Lý Ẩn vừa nghe đã có vẻ hiểu, nói với cô. Doanh tiểu thư, ý của cô là... Cái này đối với chúng ta ngược lại càng thêm nguy hiểm đúng không? Bởi vì muốn sớm rời khỏi đó thì cũng có nghĩa là phải tìm đến chỗ quỷ hồn. Trong trường hợp bình thường, chúng ta đều tận lực tránh không tiếp xúc với quỷ hồn, nhưng bây giờ nhà trọ lại đẩy chúng ta vào thế đối mặt với quỷ hồn.
Đây đúng là một điểm, nhưng không chỉ có như vậy. Doanh Tử Dạ chỉ lên vách tường nói. Huyết tự chỉ thị rất mơ hồ. Tìm ra như thế nào mới gọi là tìm ra? Quỷ hồn kia sẽ hóa thân thành hình thái gì đây? Có lẽ là một chậu hoa, có lẽ là một vũng nước. Mà ai biết nó có thể thay đổi hình thái hay không? Mà tìm ra là ý nói phát hiện được nó là quỷ hồn hay là đoán được nó là quỷ hồn. Tìm ra là phải nói ra mới tính, hay là trong lòng mình biết rõ thì đã được tính. Đừng người khác nói cho nghe có tính là tìm ra hay không. Nếu như thứ đồ vật đó trực tiếp biến thành quỷ hồn xuất hiện ở trước mặt mình thì có tính là tìm ra không? Quả thực, tìm ra là khái niệm quá mơ hồ, Doanh Tử Dạ nói không sai. Một khi hiểu sai khái niệm này mà ly khai khỏi địa điểm chỉ định, như vậy là hậu quả, xin lỗi, chịu không nổi. Tiếp theo chính là điểm nảy sinh vấn đề. Bởi vì khái niệm này không rõ ràng, cho nên chúng ta không biết phải hành động như thế nào. Nếu có một người tự mình tìm ra được quỷ hồn thì khó tránh khỏi sẽ tạo nên biến động lớn. Tất cả những người còn lại không phải đều sẽ nghĩ cách tìm hiểu từ người đã tìm ra đó như thế nào mới gọi là tìm ra hay sao? Và nếu như người tìm ra không chịu nói mà ích kỷ tự mình chạy trốn để thoát chết, thì như vậy chỉ sợ những người khác sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Doanh Tử Dạ nói đến điểm then chốt thì Lý Ẩn đã lập tức hiểu rõ. Sẽ có người tàn sát lẫn nhau sao? Ai biết được, nhân tính là cái khó nắm bắt nhất đấy. Nếu so với quỷ hồn, tôi cảm thấy con người nhiều khi còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Doanh Tử Dạ nói những lời này, Lý Ẩn cũng tán đồng. Trước mắt tuy các chủ hộ vẫn luôn đồng tâm cộng sức, nhưng mà vì để sinh tồn, bản tính ích kỷ cũng sẽ theo đó mà lộ ra. Đó mới là đáng sợ nhất. Nghe kỹ, Hạ Uyên hít sâu một hơi nói. Ngày mốt là bắt đầu kỳ hạn chỉ định. Tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ đến địa điểm đó trước để tìm ngôi biệt thự. Tự hồ huyết tự chỉ thị miêu tả không được rõ ràng lắm. Hơn nữa trong kỳ hạn đó, chúng ta không thể chạy ra ngoài biệt thự được. Nên bây giờ tôi sẽ đến trước hỏi thăm những người xung quanh biệt thự, xem có ai từng nghe nói trong biệt thự có người nào chết qua hay không. Có lẽ sẽ thu thập được một ít manh mối. Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với các bạn bằng điện thoại di động. Ngày tiếp theo, Hạ Uyên chạy trên con đường ngoại ô thành phố. Trước mắt cái duy nhất rõ ràng chính là biệt thự nằm trên đường Trác Phong. Trong sân còn có 3 gốc cây phong. Cảm giác bất an của Hạ Uyên lúc này rất mãnh liệt. Doanh Tử Dạ rơi vào trường hợp cá biệt. Cùng với điều kiện cổ quái của huyết tự lần này, tất cả dường như là một cái bẫy cực lớn. Huyết tự chỉ thị lần này quá mức quỷ dị rồi. Nếu như là bình thường, y sẽ không vội vàng đề xuất chạy tới đây điều tra như vậy. Nhưng lần này cảm giác bất an quá mức mãnh liệt khiến y đứng ngồi không yên. Hạ Uyên lái xe thật chậm trên con đường mòn dưới bóng cây. Lúc này ánh nắng chói chang, xung quanh hoa nở khắp nơi, nhìn qua khung cảnh thật là yên bình. Nhưng Hạ Uyên lại cảm thấy phía trước chẳng khác gì một cái lỗ đen khổng lồ khủng khiếp nuốt chừng con người. Cuối cùng cũng chạy vào đường Trác Phong, Hạ Uyên khống chế tốc độ xe chậm đến tối thiểu. Nhìn kỹ hai bên có không ít nhà cửa, nhưng so với hai chữ biệt thự thì còn có khoảng cách rất lớn. Trong nhà trọ, Doanh Tử Dạ bắt đầu thu dọn hành lý rồi. Trong tủ lạnh dự trữ rất nhiều đồ ăn. Nếu mà ăn tiết kiệm thì có thể dùng trong 5 ngày cũng không thành vấn đề gì. Sau khi đóng xong hành lý, cầm lên một tấm bản đồ, cô liền chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Là tôi, Doanh tiểu thư. Là Lý Ẩn. Cô mở cửa hỏi. Có chuyện gì sao, Lý Ẩn tiên sinh? Doanh tiểu thư. Lý Ẩn do dự một hồi mới lấy ra một cuốn bút ký đưa cho cô nói. Đây là tôi ghi đó. Căn cứ vào kinh nghiệm một năm qua mà tôi tổng kết ra một ít quy luật. Cô có thể lướt qua, tham khảo một chút. Doanh Tử Dạ hơi ngỡ ngàng, nhận lấy sổ tay nhẹ mở ra. Thân sắc cô đôi chút biến hóa, sau đó cô hỏi. Vì sao lại giúp tôi? Có lợi gì cho anh không? Lý Ẩn có chút lúng túng, nhưng vẫn nhìn vào mắt của Doanh Tử Dạ đáp lời. Chỉ là muốn giúp cô. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên nội dung bút ký cô cũng chỉ có thể dùng để tham khảo. Không nhất định mọi thứ sẽ diễn ra theo quy luật được ghi chép trong đó. Không, tôi cảm thấy nó rất có giá trị. Doanh Tử Dạ khép lại bút ký nói. Rất cảm ơn quyển bút ký của anh. Nếu có thể giúp được cô thì tốt rồi. Mà đúng lúc này, Hạ Uyên tại ngoại ô thành phố, một căn nhà lớn tàn hoang khiến cho y phải chú ý. Căn nhà kia hoàn toàn có thể gọi là một biệt thự, cao 2 tầng lầu, chiếm diện tích rất lớn. Ngoại thất bạc màu, tháp nhọn theo kiến trúc phương Tây. Bên ngoài là một vòng hàng rào sắt. Trong sân cũng chính xác có 3 gốc cây phong. Chính là chỗ này.
Hạ Uyên lập tức dừng xe lại, trong lòng đã có chút khẩn trương. Dù sao cũng cách ngôi nhà ma quá gần rồi. Hơn nữa không biết có phải là bị ảnh hưởng tâm lý hay không, mà mới vừa rồi còn cảm thấy ánh nắng chói chang vô cùng, bỗng nhiên lúc này lại trở nên âm u tối tăm. Xung quanh chủ yếu là những bông hoa héo rũ. Lúc này xe của y cách biệt thự một khoảng ước chừng hơn 100 mét. Y đã không dám tiếp cận thêm nữa, thậm chí còn re xe trở lại một chút. Cầm lên chiếc cặp màu đen để dưới chân, từ bên trong lấy ra một cái ống nhòm, y bắt đầu quan sát ngôi biệt thự này. Đầu tiên, y lấy một cuốn album tiêu bản thực vật, tiến hành so sánh với cây phong bên trong sân vườn, xác định mấy gốc cây đó quả thực là cây phong không thể sai được. Lập tức y di chuyển ống nhòm đến cửa sổ lầu 1. Buổi tối hôm nay nửa đêm không giờ, sẽ phải vào ở chỗ này đây. Nhìn xuyên qua cửa sổ, hình như đây là phòng ngủ, bởi vì bên trong thấp thoáng thấy có một cái giường lớn. Tiếp theo Hạ Uyên di chuyển ống nhòm lên cửa sổ lầu 2. Cái y nhìn thấy chính là chiếc cửa sổ có một thân hình mặc quần áo màu đen đứng đó. Tóc dài xõa vai, gương mặt thối rữa chảy nước, cái cằm hoàn toàn đứt lìa, chỉ nhờ vào một sợi gân phía dưới miệng mới chưa rớt xuống. Người! Trên gương mặt đó, một đôi đồng tử đỏ như máu đang chăm chú nhìn thẳng về phía trước, hình như chính là đang nhìn Hạ Uyên. Ống nhòm trong tay Hạ Uyên bất chợt rơi xuống chân. Mặc dù khoảng cách phải hơn 100 mét, nhưng y vẫn hoảng sợ đến tột đỉnh. Nhận lại ống nhòm nhìn lần nữa, trước cửa sổ lầu 2 đã không còn người nào nữa. Phải đến ở trong ngôi nhà ma này sao? Còn phải tìm ra quỷ hồn này nữa sao? Ngay cả là Hạ Uyên giờ phút này cũng cảm thấy muốn y làm như vậy còn không bằng đi tự sát sướng hơn. Ở chỗ đó dù chỉ một phút đồng hồ cũng đã là tra tấn dã man. Mà cái tòa nhà trọ đó lại muốn bọn họ ở suốt 5 ngày sao? Y bắt đầu hối hận vì đến chỗ này sớm rồi. Không chút chậm trễ, Hạ Uyên bắt đầu quay đầu xe. Hạ quyết tâm nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra chút ít manh mối để biết rõ bộ mặt thật của con quỷ này. Huyết tự chỉ thị lần này, ngoại trừ Hạ Uyên và Doanh Tử Dạ, còn có hai người tham gia. Hai người kia chính là chủ hộ 402, nữ du học sinh Nhật Bản Odakiri Yukiko, và chủ hộ 502 đường Văn Sơn. Dù sao trong tòa nhà trọ này có thể sống đến huyết tự chỉ thị lần thứ 5, thứ 6 thực sự là quá hiếm thấy. Mà Doanh Tử Dạ chỉ mới vừa vào nhà trọ sống, đường Văn Sơn và Yodakiri Yukiko đều là chủ hộ lâu năm. Cái tổ hợp này thật sự kỳ lạ. Đường Văn Sơn phụ trách lái xe, cả ba cùng tiến về khu ngoại ô thành phố. Bằng ghế sau, Doanh Tử Dạ và Yodaki Yukiko ngồi cùng với nhau. Hai người đều có tính cách hướng nội, ngồi cùng một chỗ, khiến cho người ta có cảm giác phi thường cổ quái. Doanh Tử Dạ nói vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng mà thông tuệ, còn Yodakiri Yukiko thì lại có vẻ đẹp của một nụ hoa chớm nở rất nữ tính và mỏng manh, có thể nói mỗi người một vẻ. Đường Văn Sơn vốn cho rằng hai cô này đều là loại người trầm mặc ít nói, đặc biệt là Yodakiri Yukiko chính là điển hình cho loại gương mặt poker face. Doanh Tử Dạ cũng có tính cách tương tự, nên hai người mà ngồi lại với nhau đoán chừng căn bản sẽ không nói chuyện. Nhưng trên thực tế, hai cô gái này rõ ràng nói chuyện rất hợp lý. Rất ít khi thấy Yodakiri Yukiko không cầm quyển The Tap of Genji dày cộp lật xem, mà lại nói chuyện rất hứng thú với người hàng xóm mới Doanh Tử Dạ này. Còn Doanh Tử Dạ, đối với cô bé người Nhật Bản này cũng cảm thấy cử chỉ dáng vẻ của cô bé không giống một người bình thường. Yodakiri Yukiko dùng hai tay chống cằm tiếp tục nói: "Tôi lúc nào cũng nghiên cứu về cái nhà trọ này. Đến tuột cùng quan hệ giữa nhà trọ và quỷ hồn là cái dạng gì, tôi vẫn như cũ không hiểu được rõ ràng lắm. Tôi hay nghĩ là nhà trọ tạo ra quỷ hồn, hay là những quỷ hồn kia bản thân nó đã tồn tại, nhà trọ chỉ là lợi dụng chúng đến hành hạ và giết chết chúng ta." Nhà trọ và quỷ hồn, cô cho rằng đó là quan hệ giữa người sáng tạo và thứ được người ta sáng tạo ra hay không? Doanh Tử Dạ lắc đầu nói: "Hiện nay dữ liệu và thông tin đều không đầy đủ, tôi cũng không cách nào chắc chắn điều đó. Cũng không cách nào chứng minh sự xuất hiện quỷ mị của huyết tự chỉ thị có đúng là do chính nhà trọ tạo ra hay không. Bí ẩn của nhà trọ còn rất nhiều đó." Yodakiri Yukiko tiếp tục phân tích: "Ví dụ như cô, mới vừa dọn vào nhà trọ đã nhận được huyết tự chỉ thị, hơn nữa còn là cùng với Hạ Uyên chấp hành cùng một cái huyết tự chỉ thị. E rằng nhà trọ bắt đầu phát sinh biến hóa gì đó rồi." Yodakiri Yukiko nói như vậy, quả thực có đạo lý. "Đúng rồi, chắc là chuyện này cô còn chưa biết.
Yodakiri Yukiko bỗng nhiên nhìn Doanh Tử Dạ nói. Bắt đầu từ lần chấp hành huyết tự chỉ thị thứ 6, chỉ cần kỳ hạn vừa hết, dù ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể mở ra thông đạo dẫn về nhà trọ. Nói cách khác, chỉ cần sống đến khi kỳ hạn chỉ định chấm dứt thì cũng gần như là vượt qua thử thách rồi. Doanh Tử Dạ chớp mắt một cái, gật gật đầu nói. Còn có chuyện này sao? Như vậy Hạ Uyên có lợi nhất rồi. Đây là lần chấp hành huyết tự chỉ thị thứ 6 của y mà đúng không? Vậy khẳng định y càng thêm mong muốn tìm ra hóa thân của quỷ hồn kia. Bất quá tôi nghĩ y không có khả năng trực tiếp xông vào ngôi nhà ma đó lúc này đâu. Dù sao chuyện đó quá mức nguy hiểm. Hiện tại đoán chừng y đang ở phụ cận biệt thự để nghe ngóng tin tức, xem nơi đó có người nào từng chết qua hay không, hoặc là có truyền thuyết gì hay không. Yodakiri Yukiko lạnh lùng cười cười nói. Cô có cùng suy nghĩ với tôi đấy. Bất quá, nếu cô đã nghĩ được đến mức này thì chắc cũng biết Hạ Uyên thật ra chính là một lão hồ ly. Y có thể sống tới hôm nay, khẳng định cũng hy sinh không ít người cùng chấp hành huyết tự chỉ thị vì y so với người khác càng nguy hiểm hơn nhiều. Nói là đi dò xét trước, nhưng tôi xem chỉ sợ y cho dù có phát hiện ra đầu mối gì cũng chưa chắc sẽ nói cho chúng ta biết. Lòng người hiểm ác, không thể không đề phòng. Chuyện này tôi biết. Doanh Tử Dạ đem đầu mình ngửa ra sau một chút nói. Bất quá, tôi nghĩ y chẳng thể nghe ngóng được cái gì đâu. Nếu chỉ đơn giản như vậy mà tìm được manh mối, nhà trọ không có khả năng ban phát điều kiện ưu đãi như thế. Tôi không hơi đâu phí sức đi làm chuyện vô bổ. Cô hình như là một chút cũng không sợ hãi nhỉ. Yodakiri Yukiko càng lúc càng nghi hoặc. Doanh Tử Dạ nhìn thế nào cũng không giống một chủ hộ mới đến. Doanh Tử Dạ lúc này chuyển đầu sang hướng cửa sổ. Có thật là một chút cũng không sợ. Thời điểm xe chạy đến ngoại ô thành phố, vừa chạy vào đường Trác Phong, Đường Văn Sơn lập tức nhìn thấy xe của Hạ Uyên. Lầu trưởng đã ở đây rồi này. Đường Văn Sơn đạp phanh, nhìn Hạ Uyên xuống xe đi về phía họ. Đường Văn Sơn thò đầu ra hỏi. Hạ lầu trưởng, có tìm được manh mối gì không? Sắc mặt của Hạ Uyên thoạt nhìn rất tái, y nhìn từ phía một lượt sau đó nói. Các bạn chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Muốn sống qua năm ngày này, tuyệt đối không thể có một chút chủ quan. Hạ Uyên hoàn toàn không còn nói cho bọn họ biết sự tình ma quỷ trước cửa sổ kia. Thời điểm hai chiếc xe chạy đến trước tòa biệt thự kia, Đường Văn Sơn đã cảm nhận được bầu không khí âm trầm nơi đây. Quả thực là một sân khấu khá phù hợp cho vở diễn ngôi nhà ma. Cô chắc là không sao đâu. Bỗng nhiên, Odakiri Yukiko nhìn Doanh Tử Dạ nói. Dù sao thì cô cũng là lần đầu tiên chấp hành huyết tự chỉ thị, cho nên mức độ nguy hiểm của cô so với chúng tôi có lẽ nhỏ hơn rất nhiều. Lần thứ nhất chấp hành huyết tự chỉ thị mà bị chết là chuyện hiếm đấy. Doanh Tử Dạ bỗng nhiên cười một tiếng nói. Cảm ơn cô an ủi. Yukiko tiểu thư, hy vọng là cô cũng có thể sống sót, bởi vì tôi cảm thấy cô và tôi đúng là nói chuyện rất hợp ý. Bốn người xuống xe đi đến trước biệt thự. Khóa trên hàng rào sắt đã rỉ sét, không cần bao nhiêu sức đã có thể nhẹ nhàng mở ra. Tiếp theo, bốn người ngồi ổn định trong xe, lặng lặng chờ đến lúc nửa đêm không giờ. Thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu trời đã sụp tối. Xung quanh đây cơ hồ chẳng có ai ở cả. Đường Văn Sơn vừa nhai miếng pizza ăn liền đem theo từ trong tủ lạnh nhà mình, vừa thao tác laptop nói. Tôi đã điều tra, không có bất kỳ truyền thuyết ma quỷ nào về căn biệt thự này. Xem ra lại là một cái quỷ hồn không thể tra ra lai lịch nữa rồi. Doanh Tử Dạ lúc này đang suy tư. Cô rất rõ ràng, nếu có người phát hiện hóa thân của quỷ hồn, tuyệt đối sẽ không đem bí mật nói ra. Cũng không có khả năng đi nhắc nhở những người khác mà sẽ trực tiếp bỏ chạy. Bởi vì nếu như nói ra thì tức là bốn người đồng thời chạy ra khỏi biệt thự, như vậy quỷ hồn tự nhiên sẽ đuổi theo. Hạ Uyên thì có thể lập tức trốn trở về nhà trọ, nhưng mà ba người còn lại đều phải dùng xe để quay về nội thành. Trên đoạn đường này mà bị quỷ hồn đuổi giết thì thật sự rất nguy hiểm. Người thông minh đều sẽ để những người khác lưu lại trong căn biệt thự kéo dài thời gian. Khi cách thời điểm nửa đêm không giờ chỉ còn chưa đến 5 phút đồng hồ, mọi người đều xuống xe đi về phía biệt thự. Dọc theo con đường dài sỏi trong sân vườn, bốn người dần dần đi đến cửa trước của tòa biệt thự. Trên cửa bám một lớp bụi đầy, vết nứt chằng chịt rất dễ dàng mở ra. Đi hết một cái hành lang dài, tiến vào một phòng khách cực lớn. Phòng khách này nối liền hai tầng lầu, trái phải hai bên phòng đều có cầu thang dẫn lên lầu 2. Tuy rất cũ kỹ, nhưng cũng có thể nhận ra đây là một biệt thự rất xa hoa, không biết vì sao hiện tại lại không có người ở nữa. Trong phòng khách có bày vài bộ sofa,
trên mặt sàn phủ một tấm thảm đỏ cực lớn. Trên trần nhà treo 2-3 ngọn đèn chùm khổng lồ. Ở mỗi vách phòng đều đặt một cái giá treo áo. Trên tường có treo một vài bức tranh, còn ở góc tường thì đặt một gốc cây cảnh. Sở dĩ nói nó là cây cảnh, lý do rất đơn giản. Nếu như là cây thật, lâu như vậy không có người chăm sóc thì nó sớm đã chết khô rồi. Bức tranh, sofa, bàn trà, đèn chùm, thang lầu, thảm, vách tường, cây cảnh. Mỗi một thứ đều có thể là hóa thân của quỷ hồn. Bây giờ, Hạ Uyên nói, mọi người thắp đèn lên trước đi. Đúng lúc này Doanh Tử Dạ đột nhiên ấn xuống công tắc một cái đèn chùm. Kết quả vậy mà đèn lại sáng. Rõ ràng còn chuẩn bị điện cho chúng ta. Nhà trọ thật đúng là suy tính rất chu đáo. Doanh Tử Dạ nhìn về phía mấy cái đèn chùm, lẩm nhẩm nói. Chùm đèn thứ nhất bên trái, cách chụp đèn thứ hai đại khái là 3 mét. Chụp đèn thứ hai và chụp đèn thứ ba ước chừng là... Nhớ mấy cái này để làm gì vậy? Hạ Uyên khó hiểu nói. Nếu như những cái đèn chùm này là quỷ biến thành, như vậy nếu như lần sau khoảng cách phát sinh biến hóa, thì có nghĩa là chúng có khả năng đã di động qua. Doanh Tử Dạ nói xong, còn rút điện thoại di động ra chụp lại vị trí mấy ngọn đèn chùm này, sau đó lại đi chụp mấy bức ảnh và cây cảnh kia. Doanh Tử Dạ làm như vậy, Yudakiri, Yukiko và Đường Văn Sơn lập tức cũng học theo cô bắt đầu chụp hình. Điện thoại của Tử Dạ có độ phân giải camera rất cao, cho nên hình chụp rất rõ. Bất quá cô cũng không cho rằng chỉ cần làm như vậy là có thể đơn giản tìm ra được quỷ hồn. Tiếp theo đi lên cầu thang, bắt đầu tiến về phía lầu 2. Tựa hồ chỗ này đã rất cũ kỹ. Mỗi bước chân đạp xuống bậc thang đều phát ra thanh âm kẽo kẹt. Lan can cũng lung lay sắp rơi ra rồi. Càng đi lên gần đến trần nhà thì Tử Dạ lại càng nghiêm túc quan sát. Trên mặt thảm không có hoa văn nên khó có thể tìm được vật làm tham chiếu. Cho nên Tử Dạ rút trong ba lô ra dao dọc giấy. Mỗi khi đi đến trước vật gia dụng nào đó sẽ rạch một đường trên tấm thảm. Nếu như sau này mặt thảm trước các vật gia dụng này mà không có vết cắt thì chứng tỏ tấm thảm đã từng di động qua. Tôi muốn lưu ý các bạn, tuyệt đối không được di chuyển tấm thảm nha. Doanh Tử Dạ lúc rạch những vết cắt còn đặc biệt nói rõ. Nếu không có lẽ sẽ làm tôi đoán lầm đó. Doanh Tử Dạ xác định ba người kia sẽ không làm như vậy, dù sao thì bọn họ cũng muốn biết hóa thân của quỷ hồn. Còn lúc lên đến lầu 2 thì lại bất ngờ kinh ngạc như là vừa phát hiện ra tân đại lục vậy. Hạ Uyên đang dán chặt ánh mắt vào đằng trước. Một pho tượng. Đó là một pho tượng thạch cao, điều khắc chính là một cô gái khỏa thân người nước ngoài. Chẳng lẽ... Hạ Uyên chậm chậm tiến về phía pho tượng đó nói. Cái này chẳng lẽ là quỷ hồn kia? Theo lý thì sẽ không đơn giản như vậy. Yudakiri Yukiko lắc đầu nói. Trực tiếp biến thành pho tượng. Cái này quá lộ liễu rồi. Cũng không hẳn. Doanh Tử Dạ đi đến trước pho tượng thạch cao nói. Có thể là nhà trọ sẽ lợi dụng lối suy nghĩ này của chúng ta đó. Tiếp theo, trong nhiều gian phòng ở lầu 2 cũng tìm thấy các pho tượng thạch cao. Phần lớn đều là điêu khắc nhân vật nào đó. Vì vậy Doanh Tử Dạ đưa ra ý kiến. Đường Văn Sơn, Hạ Uyên giúp nhau đem mấy pho tượng thạch cao này chuyển hết xuống phòng khách. Đặt bọn chúng nằm xuống hết. Đặt bên trên vài thứ gì đó. Sau đó chụp hình. Hai người vội vàng bắt tay vào di chuyển mấy pho tượng thạch cao này. Cuối cùng trong phòng khách đã bày đầy tượng thạch cao, thoạt nhìn đúng là có chút quỷ dị. Mỗi pho tượng thạch cao, từng bộ vị đều phải chụp hình. Doanh Tử Dạ vừa chụp hình vừa nói. Biểu cảm, tư thế, dù chỉ thay đổi rất nhỏ, đều chứng tỏ là tượng thạch cao đã từng di động qua. Sau khi hoàn thành toàn bộ công việc, bắt đầu phân chia phòng ốc. Tự nhiên là Hạ Uyên và Đường Văn Sơn cùng một phòng, Doanh Tử Dạ và Yudakiri Yukiko cùng một phòng. Hơn nữa hai căn phòng được chọn cũng kế sát nhau. Hai người trong mỗi gian phòng thay phiên nhau các đêm. Đóng cửa lại, Doanh Tử Dạ cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cô sẽ tiếp tục đi tìm chứ, Doanh tiểu thư? Yudakiri Yukiko hỏi. Hay là ngủ một giấc trước? Tất cả mọi nơi trong biệt thự tôi đều đã chụp ảnh lại rồi. Sáng ngày mai sẽ thẩm tra đối chiếu. Hiện tại không có gì phải vội. Doanh Tử Dạ kéo một cái ghế qua ngồi xuống nói. Cô ngủ trước đi. Bây giờ đang là mùa hè, trong phòng không có chăn cũng không sao. Tôi sẽ gác đêm. Cô không sợ cái ghế mình đang ngồi là do quỷ biến thành sao? Yudakiri Yukiko nói một câu khiến người nghe choáng váng. Doanh Tử Dạ gật gật đầu nói. Có đạo lý. Bất quá, cô sao lại không nghĩ cái giường này cũng là quỷ? Cái gì cũng lo sợ. Chúng ta làm sao mà ở được 5 ngày? Tôi cũng không có khả năng đứng đó gác đêm.
như vậy tuyệt đối sẽ mệt đến chết. Không sao đâu, không phải tôi là lần đầu tiên chấp hành huyết tự chỉ thị đó sao? Chắc không đến nỗi đen đủi như vậy chứ hả? Đêm đã khuya, Yodakiri Yukiko đã ngủ say ở trên giường, còn Doanh Tử Gia thì lại không buồn ngủ chút nào. Cửa sổ thỉnh thoảng bị gió thổi kêu cọt kẹt. Doanh Tử Gia hai tay đan vào nhau, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn chăm chú ra ngoài cửa. Nó rốt cục ẩn nấp ở nơi nào đây? Đúng vào lúc này, đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng vang thật lớn. Lập tức tiếng nổ lớn không ngừng phát ra. Yodakiri Yukiko cũng bị đánh thức. Doanh Tử Dạ khi nghe được tiếng vang lớn đầu tiên đã tức tốc lao ra khỏi phòng, đến đầu cầu thang, chạy xuống dưới mở công tắc đèn chùm. Tất cả các tượng thạch cao, toàn bộ đều đã bị đập nát nằm trên mặt đất. Cái này... Doanh Tử Dạ chậm rãi đi về phía những pho tượng thạch cao này. Đột nhiên cô cảm thấy ớn lạnh. Tại một cái chớp mắt đó, cô chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ mọi thứ đều biến thành màu đỏ của máu. Một đôi mắt tà ác ở một góc nào đó đang chăm chú dán chặt vào cô. Doanh Tử Dạ lập tức nhìn xung quanh, nhưng mà cô tìm không ra nơi bắn ra ánh mắt đó. Hạ Uyên, Đường Văn Sơn và Yodakiri Yukiko đều từ trên lầu chạy xuống, kinh ngạc nhìn cảnh tượng nơi này. Chuyện này, đây là... Đường Văn Sơn nhìn đống thạch cao nát vụn trên mặt đất nói. Chẳng lẽ đây là... Những pho tượng thạch cao này đều được cố định vững vàng trên mặt đất, không có khả năng ngã xuống mà vỡ chùm. Nói cách khác, chuyện này chỉ có thể là do ngoại lực tạo thành mà thôi. Còn Doanh Tử Dạ lại cảm nhận được, đôi mắt tà ác kia vẫn không ngừng hướng về phía mình mà mãnh liệt bắn ra những tia nhìn tràn đầy ác ý. Mày ở nơi nào? Doanh Tử Dạ không ngừng quan sát xung quanh, không muốn buông tha bất cứ dấu vết nào sót lại. Lấy ra điện thoại di động, căn cứ vào ảnh chụp mà so sánh sự biến hóa của căn phòng. Cô rất rõ ràng, nhất định phải nhanh chóng tìm ra chủ nhân của đôi mắt tà ác kia. Nếu không chỉ sợ chính mình sẽ trở thành người thứ nhất hy sinh. Lập tức kiểm tra tất cả vật dụng trong nhà này. Doanh Tử Dạ quyết định thật nhanh. Cô không tiếp tục để đầu óc của mình tập trung vào những mảnh thạch cao vỡ nát này nữa, mà lập tức gọi bọn người Hạ Uyên đi kiểm tra những vật dụng đã đánh dấu. Cô cũng dùng Bluetooth truyền hình ảnh đã chụp trong di động của mình cho ba người họ, yêu cầu bọn họ cẩn thận kiểm tra đối chiếu. Ảnh chụp vào hoàn cảnh thực tế, dù chỉ có một điểm khác biệt nhỏ, thì đó cũng là chính sự khác biệt. Tuy Hạ Uyên mới là lầu trưởng, nhưng Doanh Tử Dạ từ đầu đến giờ thủy chung vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm có, khiến cho ba người bội phục khí thế đó không thôi. Cho nên lập tức dựa theo sự sắp xếp của cô mà hành động. Dù sao thì, nếu có thể tiếp tục sống, ai lại đi so đo mình bị ai chỉ huy chứ? Yodakiri Yukiko kiểm tra trước nhất chính là những bức họa. Những bức họa trong tòa biệt thự này đa số được treo trên vách tường ở lầu 1. Số lượng ước chừng hơn 10 bức đều là tranh phương Tây. Những bức họa này đa số là vẽ phong cảnh, phòng ốc, hoa quả các loại, chỉ có 2 bức là vẽ chân dung. Nhưng Yodakiri Yukiko lại không đi kiểm tra 2 bức họa chân dung trước. Theo quan điểm của cô, quỷ hồn hóa thân thành nhân vật trong tranh chính là khả năng thấp nhất. Còn bản thân Doanh Tử Dạ thì lại chăm chú tìm kiếm những điểm thay đổi nhỏ nhất trong phòng khách ở lầu 1, bất luận đó có thể chỉ là gió thổi cỏ lay. Mày ở nơi nào? Cô rất rõ ràng, nếu không nhanh chóng tìm ra thì cô có thể sẽ chính là người đầu tiên phải hy sinh. Đúng lúc này cô bỗng nhiên đưa mắt về phía những mảnh vụn thạch cao trên mặt đất. Chẳng lẽ... Cô lập tức ngồi xổm xuống, bắt đầu đem mấy mảnh vỡ thạch cao này tập trung lại. Tuy đã rất khó phân biệt, nhưng cô vẫn cố gắng dựa vào hình ảnh trong điện thoại di động thử so sánh lại. Khối này đúng, cánh tay của nữ nhân này đúng, cái mảnh này đúng. Doanh Tử Dạ lúc này đang lo lắng cái mình e sợ rất có khả năng là đúng. Nếu như đó là sự thật, như vậy có lẽ sẽ tìm ra được hóa thân của quỷ hồn kia. Trên thực tế cô cho rằng, những bức tượng thạch cao này bị nghiền nát không chỉ là vì khiến cho nhóm người mình lâm vào sợ hãi đơn giản như vậy. Mà cô cảnh giác nhất chính là Hạ Uyên. Một khi y phát hiện ý đồ của cô, hậu quả thật khó lường. Cho nên tuy cô đang sới tung đám vụn thạch cao lên, nhưng ngoài miệng thì lại nói. Không được rồi, phải nghĩ biện pháp đem đám thạch cao này ghép lại, nếu không thì sẽ không cách nào biết được mấy bức tượng thạch cao này có phải là do quỷ hồn hóa thân hay không. Cuối cùng ba người kia trở về đều nói. Không có phát hiện gì dị thường cả. Tất cả vật dụng bài trí trong nhà đều vẫn giống như trước. Thật vậy sao? Không, có lẽ là nó được ẩn giấu rất kỹ thôi. Không thành công. Liên tục bận rộn 2-3 giờ đồng hồ, trời cũng đã sắp sáng. Thế nhưng mà vẫn không có cách nào đem những mảnh vỡ thạch cao này một lần nữa ghép lại với nhau.
Doanh Tử Giá không cách nào chứng minh giả thiết của mình là đúng. Nhưng nếu như giả thiết đó là đúng, thì những mảnh thạch cao này tuyệt đối không thể vứt bỏ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng mà vẫn như trước, không có bất kỳ tiến triển nào. Cuối cùng Doanh Tử Giá tự mình đi khắp nơi trong biệt thự, bắt đầu kiểm tra xem có thứ gì phát sinh biến hóa hay không. Lại trôi qua một giờ, vẫn không có tiến triển. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cảm giác buồn ngủ cũng bắt đầu kéo tới. Nếu như sự tình cứ tiếp tục như vậy thì hậu quả sẽ rất khó lường. Nhìn những bức tượng thạch cao bị nghiền nát, cô cũng đã cảm thấy bó tay đành đứng dậy. Sau khi hừng đông, bốn người tùy tiện ăn một chút điểm tâm, coi như qua bữa. Tối hôm qua bốn người đều nằm ở phòng khách, mà Doanh Tử Giá từ đầu đến cuối thủy chung không dám chớp mắt. Cô rất rõ ràng, một khi ngủ rất có thể sẽ không có cách nào tỉnh lại nữa. Kế tiếp nên làm gì? Hạo Yến lúc này thoạt nhìn cũng không có chú ý, nhìn về phía Doanh Tử Giá. Doanh tiểu thư, cô còn biện pháp gì không? Tóm lại, chúng ta phải tụ lại cùng một chỗ, bất luận thế nào cũng đừng tách ra. Doanh Tử Giá đưa ra lý do rất đơn giản, đó là kỳ thật tình cảnh hiện tại của chúng ta và bối cảnh trong thể loại tiểu thuyết Bão Tuyết Sơn Trang rất giống nhau. Nội dung cốt truyện có thể khác, nhưng các tác giả vẫn hay dùng chung một kiểu dẫn dắt. Chính là tất cả mọi người sẽ lần lượt bị chết sau khi có người đầu tiên chết. Và đều giống nhau là mạnh ai nấy lo phần mình, không chịu tụ tập lại với nhau. Nhưng mà... Hạ Uyên dừng một chút nói tiếp. Địch nhân của chúng ta không phải là nhân loại, mà là quỷ hồn. Hạ Uyên tiên sinh, không biết anh có phát hiện không? Kỳ thật huyết tự chỉ thị lần này, đối với chúng ta mà nói, có một điểm có lợi. Người lên tiếng là Odakiri Yukiko. Đương nhiên lợi và hại là cùng tồn tại. Chỉ là nếu chúng ta tụ tập cùng một chỗ, điểm có lợi này sẽ càng nổi bật. Tất nhiên tôi cũng mới chợt nghĩ ra chuyện này thôi. Điểm có lợi? Đường Văn Sơn tỏ vẻ rất khó hiểu nói. Có ý tứ gì? Chú ở loại địa phương này chúng ta còn có lợi. Cậu nói Doanh Tử Giá bọn họ trú trong ngôi nhà ma còn có một điểm có lợi. Giờ phút này tại nhà trọ, trong căn hộ 404 của Lý Ẩn, vợ chồng Hoa Liên Thành, Y Hàm đang ở cùng một chỗ với hắn. Từ lúc bọn người Doanh Tử Giá lên đường chấp hành huyết tự chỉ thị đến lúc này, Lý Ẩn lại nói, đối với bọn họ thì huyết tự chỉ thị lần này có một điểm có lợi. Đó là điểm nào? Y Hàm lập tức nhanh miệng nói, rốt cuộc là điểm nào có lợi chứ? Phải tìm ra hóa thân của quỷ hồn, chính là điểm này. Lý Ẩn nói đến đây, ngừng lại một chút, nhìn về phía hai người, thế bộ dạng bọn họ vẫn còn chưa hiểu, đành phải nói rõ hơn một chút. Nếu đã yêu cầu tìm ra hóa thân của quỷ hồn, như vậy cũng tức là khi bốn người tụ tập cùng một chỗ, quỷ hồn sẽ không có khả năng hiện thân. Nếu không, bốn người đều sẽ lập tức biết rõ quỷ hồn hóa thành cái gì. Thì ra là vậy. Lý Ẩn tiếp tục giải thích, nhất là Hạ Uyên, y là lần thứ 6 chấp hành huyết tự chỉ thị. Cho nên, một khi y biết quỷ hồn hóa thân thành cái gì, đương nhiên là sẽ lập tức trốn về nhà trọ. Bởi vậy ở bên người Hạ Uyên là an toàn nhất đó. Bình thường, nếu như quỷ hồn thần không biết quỷ không hay lại đột nhiên hiện ra nguyên hình để giết chết bọn họ, e là bọn họ đến phản kháng cũng không kịp nữa. Nhưng mà đồng thời có đến 4 người thì lại khác rồi. Nói cách khác, thời điểm 4 người cùng tụ tập một chỗ, khả năng quỷ hồn xuất hiện gần như bằng không. Lại còn có chỗ tốt như vậy. Nhưng mà Y Hàm vẫn không hiểu. Đối với Doanh Tử Giá thì đây là lần đầu chấp hành huyết tự chỉ thị. Đơn giản một chút cũng có thể lý giải. Nhưng mà đối với đám người Hạ Uyên, sao lại có thể đơn giản quá mức như vậy? Sai. Lý Ẩn lắc đầu tiếp tục phân tích. Đối với Hạ Uyên mà nói, độ khó thật ra là lớn nhất. Lý do chính là vì... Bởi vì một khi anh phát hiện ra hóa thân của quỷ hồn, có thể lập tức bỏ chạy. Bên trong ngôi nhà ma, Doanh Tử Giá nói toạc ra huyền cơ. Hạ tiên sinh, anh lần này chấp hành huyết tự chỉ thị là có lợi nhất. Nhưng đó cũng chính là điểm bất lợi nhất. Đầu tiên, bởi vì một khi anh tìm ra quỷ hồn, liền lập tức có thể trốn về nhà trọ. Như vậy, anh sẽ là người tích cực tìm kiếm khắp nơi trong biệt thự. Như vậy, anh càng có nguy cơ chạm trán quỷ hồn. Còn nữa, chính bởi vì anh rất dễ dàng trốn về nhà họ, cho nên khi tấn công anh, tuyệt đối sẽ không để anh có thời gian kịp phản ứng. Có lẽ anh còn chưa ý thức được bản thân bị quỷ hồn tấn công, anh đã chết ngắc rồi không chừng. Hạ Uyên nghe nói như vậy cũng nhẹ gật đầu. Doanh Tử Giá lý giải quả thực rất có đạo lý. Bốn người cùng nhau đi tìm kiếm sẽ có hiệu quả nhất. Nhưng mà... Đường Văn Sơn nghi hoặc hỏi. Lúc nào cũng ở chung một chỗ, như vậy tắm rửa thay y phục thì làm thế nào?
đầu óc của anh có vấn đề sao? Yudakiri Yukiko khinh thường nói. So với tinh mạng, tắm rửa quan trọng hơn sao? Hơn nữa trong phim ma, nữ nhân một mình đi tắm gặp phải quỷ hồn tấn công chính là tình tiết phổ thông nhất trên màn ảnh đó. Tôi cũng nghĩ như thế. Bốn người mọi lúc đều phải tập trung cùng một chỗ, hiệu quả tốt nhất. Nhưng mà tắm rửa thay y phục có thể miễn, còn chưa tính. Tắm rửa có thể thay bằng rửa tay chân mặt mũi quần áo, chịu bẩn một chút cũng không sao. Hơn nữa, đối với đàn ông mà nói, chỉ cần không phải đồ lót thì đứng trước mặt phụ nữ thay y phục cũng có thể chấp nhận được. Thế nhưng mà vấn đề đi nhà xí phải giải quyết thế nào? Đi nhà xí làm sao có thể bốn người tụ tập cùng một chỗ? Tuy tính mạng là rất trọng yếu, nhưng mà ở trước mặt người khác mà phải đi nhà xí, dù thế nào thì Odakiri Yukiko tự vấn cô tuyệt đối làm không được. Thời điểm đi nhà xí đương nhiên phải tách ra. Đồng thời với lúc Doanh Tử Dạ nói ra những lời này, Yudakiri Yukiko rõ ràng thấy hai nam nhân đối diện dường như lộ ra một chút thất vọng thì phải. Doanh Tử Dạ đã có tính toán của riêng mình. Trước đó cô đã đi kiểm tra qua nhà vệ sinh, đồng thời cũng đã chụp ảnh nơi đó lại. Thời điểm đi nhà xí nhiều lắm là chỉ có thể ở chung với người cùng giới. Nhưng như vậy mức độ nguy hiểm so với khi bốn người tụ tập một chỗ sẽ cao hơn không ít. Cho nên, nhà xí là nơi có độ nguy hiểm cực cao. Bởi vậy cô cố gắng ở trong WC chụp nhiều ảnh nhất có thể. Bốn người cũng không thể cứ mắt to nhìn mắt nhỏ, ngồi ở phòng khách, như vậy không phải là cách. Nhất định phải đi tìm kiếm những nơi quỷ hồn có khả năng đang ẩn nấp. Vì vậy, bốn người đi chung với nhau, tìm kiếm khắp nơi trong biệt thự. Tòa biệt thự tương đối lớn, lầu 1, lầu 2 đều có không ít gian phòng. Sau khi tìm kiếm mấy giờ đồng hồ, Doanh Tử Dạ trong đầu không ngừng tính toán những vật dụng khả nghi trong nhà. Đầu tiên là tấm gương. Tính luôn trong nhà vệ sinh, số gương trong tòa biệt thự này tổng cộng có hơn 20 tấm. Mà đối với những tấm gương thì chụp ảnh không có ý nghĩa. Bởi vì tấm gương có khác thường hay không, không chỉ cần nhìn ảnh phản chiếu trong đó và thực tế có khác nhau không là được. Doanh Tử Dạ đứng trước một tấm gương đều cẩn thận nhìn thật kỹ rồi mới rời đi. Còn một nơi xem ra cũng rất khả nghi. Tủ quần áo là thứ lúc nào cũng đóng kín. Nó rất dễ làm cho người ta sinh nghi và để ý. Mà trong biệt thự thì tủ quần áo có tổng cộng 12 cái. Trong mỗi chiếc tủ quần áo đều treo rất nhiều y phục, mà tất cả y phục đều là đồ nữ. Chẳng lẽ lần này lại là một nữ quỷ? Tại thời điểm mở ra một cái tủ quần áo, Tử Dạ phát hiện một bộ y phục màu đen. Sở dĩ chú ý đến bộ y phục đó là vì trước đó cô chỉ nhìn thấy toàn y phục màu sắc rực rỡ, cơ hồ không có một bộ quần áo màu đen sắc đơn điệu nào. Thời điểm ấy, cô đã lấy bộ y phục màu đen kia ra ngoài, đột nhiên nhận thấy đầu lông mày của Hạ Uyên nhíu một cái. Mặc dù chỉ là một chút mất tự nhiên, nhưng lại khiến cho Tử Dạ chú ý. Cô vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Hạ Uyên nói hôm qua y đến nơi này không hề phát hiện điều gì. Y phục, chẳng lẽ y biết bộ y phục màu đen này có ý nghĩa sâu xa gì đó? Không đúng. Nếu như vậy thì ngày hôm qua y nhất định sẽ đi tìm những bộ y phục màu đen. Huyết Tự Chỉ Thị không có đề cập đến bất cứ manh mối nào có liên quan đến Hắc Y. Như vậy, vì sao y lại đặc biệt quan tâm đến Hắc Y? Là vì màu đen tượng trưng cho bí ẩn sao? Cũng là một cách lý giải. Nhưng mà Hạ Uyên là người đã trải qua 5 lần Huyết Tự Chỉ Thị, sẽ không ngạc nhiên đến mức đó chứ hả? Hắc Y. Đột nhiên Doanh Tử Dạ nghĩ đến, nếu ở bên ngoài biệt thự thì có thể nhìn thấy phía sau cửa sổ. Hạ Uyên y chắc hẳn đã nhìn thấy thứ gì xuyên qua cửa sổ, ví dụ như ai đó mặc Hắc Y. Doanh Tử Dạ vân về Hắc Y trên tay. Lúc tiếp tục chú ý Hạ Uyên, phản ứng của y lại chẳng có gì kỳ quái nữa rồi. Còn Doanh Tử Dạ lập tức đem Hắc Y trên tay treo trở vào bên trong tủ quần áo. Sau khi đóng tủ quần áo lại, cô lấy ra băng keo trong, dùng băng keo niêm phong tủ quần áo. Nếu có thứ gì từ trong tủ quần áo đi ra sẽ làm rách niêm phong. Cô còn cố ý lưu lại trên băng keo một đường kẻ bút lông rất nhỏ. Như vậy một khi vị trí băng keo bị thay đổi cũng sẽ bị phát hiện. Sau khi cất đi cây bút, cô đã xác định nhất định phải luôn chú ý đến Hạ Uyên. Trên thực tế cô đã đề nghị mọi người tụ tập cùng một chỗ cũng là muốn thuận tiện giám sát Hạ Uyên. Ý rất có thể đã phát hiện gì đó nhưng không có nói ra. Tỉ như manh mối về bộ Hắc Y này, cũng đừng hy vọng Hạ Uyên sẽ nói ra. Bởi vì y thầm nghĩ tự mình phải cứu lấy bản thân mình, còn những người khác có lẽ y chỉ xem như vật hy sinh thôi. Bộ y phục màu đen kia tuyệt đối có huyền cơ. Chẳng lẽ hóa thân của quỷ hồn lại là Hắc Y sao? Đi vào một gian phòng, hình như là một thư phòng. Bên trong đặt hai giá sách, mà trên giá sách đa số đều là tiểu thuyết.
phải chú ý đến cái giá sách này một chút. Doanh Tử Dạ đột nhiên nói với ba người kia. Có chút vấn đề. Vấn đề? Yudakiri Yukiko nhìn lại. Doanh Tử Dạ chỉ vào chính là hàng đầu tiên của giá sách. Hàng đầu tiên của giá sách, từ trái sang phải, tên sách là Các Ngươi U Buồn. Mọi người đều hạnh phúc. Ác ma đều từ địa ngục kéo đến. Có lẽ người sẽ tin tưởng ta. Tim vỡ khi thần chết hàng lâm. Vô số oan hồn đang ở sau lưng người. Hy vọng người sẽ lưu lại đây mãi. Mấy tựa sách này hình như có chút quái dị. Đường Văn Sơn chau mày nhìn mấy cuốn sách này. Toàn bộ đều chưa nghe qua. Tên sách cuốn nào cuốn ấy đều rất quái. Vẫn chưa phát hiện sao? Doanh Tử Dạ nói. Theo thứ tự từ trái sang phải, cuốn đầu tiên đọc chữ đầu tiên. Cứ mỗi quyển tiếp theo lại đọc nhảy một chữ, sau đó đọc liền lại thử xem. Yudakiri Yukiko lạnh lùng cười cười nói. Thật là có sáng kiến, làm ra mấy thứ này để dọa chúng ta sao? Sau khi nói xong, cô lập tức rút ra cuốn Tim vỡ khi thần chết hàng lâm, ném xuống đất, một chân dẫm mạnh lên. Đừng manh động! Doanh Tử Dạ giữ chặt cô bé nói. Cái giá sách này chắc là có huyền cơ. Sau đó cô ngồi xổm người xuống nhặt quyển sách kia lên, dựa theo thứ tự vốn có đặt lại vào giá sách. Doanh Tử Dạ chụp ảnh giá sách, đồng thời cô cũng thỉnh thoảng chú ý đến xem Hạ Uyên có thêm phản ứng khác thường gì không. Đến tuột cùng là ở nơi nào? Đến tuột cùng là ở nơi nào? Cô biết rõ lo lắng chỉ tổ vô dụng, nên không ngừng suy nghĩ về những manh mối trước mắt đã thu lượm được. Quỷ hồn hóa thân có khả năng là bộ hắc y không đây? Tiếp theo vào lúc kiểm tra gian phòng, cô cố ý tìm xem trong tủ treo quần áo có thêm bộ hắc y nào không. Nhưng mà tựa hồ hắc y chỉ có một bộ, hơn nữa trong tất cả gian phòng đã tìm thì đều là y phục nữ. Sau khi tìm kiếm một lượt các gian phòng, bốn người lại quay về phòng khách. Doanh Tử Dạ tiếp tục đi về phía đống tượng thạch cao bị nghiền nát, có ý muốn kiểm tra xem có biến hóa gì không. Mà ngay sau lúc này, quang cảnh trước mắt lại biến thành một mảng đỏ như máu. Cái ánh mắt tà ác kia lại lần nữa nhìn chăm chăm cô. Doanh Tử Dạ chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn mãnh liệt, thân thể giống như là không thể đứng vững nổi nữa. Cô muốn quay đầu lại để bỏ chạy, thế nhưng mà cái ánh mắt kia tự hồ đã khiến cho toàn bộ thân thể của cô bị triệt để tê liệt. Đôi mắt. Lúc này cô đột nhiên cảm giác có một đôi tay vòng qua eo mình. Chuyện này làm cho Doanh Tử Dạ chấn kinh, rốt cục là cô cũng quay người lại được, đồng thời cũng nhìn xuống phần eo xem xét, lại chẳng thấy có bất cứ cái gì. Ba người sau lưng đều đang khó hiểu nhìn cô. Doanh Tử Dạ sắc mặt đã trắng như tờ giấy, bắt đầu thở dốc liên tục, mồ hôi từ trên trán cũng bắt đầu không ngừng lăn xuống. Mọi người, có thấy không? Giọng nói của cô giờ đây cũng đã run lẩy bẩy. Yudakiri Yukiko cảm thấy rất bất ngờ. Cô bé chưa từng thấy qua Doanh Tử Dạ bị khủng hoảng đến thế này. Nhưng cô bé là một người thông minh, đã trải qua 4 lần huyết tự chỉ thị, cũng biết rõ rất nhiều chuyện. Cô bé lập tức hiểu Doanh Tử Dạ nhất định là đã nhìn thấy hoặc tiếp xúc với thứ gì. Nhưng bọn cô thì lại không hề phát giác. Doanh Tử Dạ bắt đầu cảm thấy mình hơi bị ngây thơ. Bốn người tụ tập lại cùng một chỗ thì sẽ không xảy ra chuyện sao? Cô đã đánh giá quá thấp nhà trọ rồi. Doanh Tử Dạ lập tức khôi phục thần sắc chấn định, lấy khăn tay ra lau mồ hôi, cố gắng ổn định lại tinh thần. Cô biết rõ, nó đã bắt đầu động thủ với cô. Tuy không biết là ở nơi nào, nhưng mà có thể khẳng định nó sẽ ra tay với cô. Nhất định phải nhanh chóng tìm ra nó. Đã đến buổi trưa, bốn người tụ tập cùng một chỗ ăn một chút thức ăn coi như là cơm trưa. Mặc dù đang ăn cơm, nhưng thần kinh người nào người nấy đều căng thẳng. Lúc nào cũng chú ý đến xung quanh, chỉ sợ có đồ vật gì đó đột nhiên biến thành quỷ hồn. Còn ánh mắt Doanh Tử Dạ từ đầu đến cuối, thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ thạch cao trên mặt đất và những giá áo chỏng chơ trong phòng khách. Đang lúc nhai lấy bánh mì, đột nhiên sau lưng lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Bốn người đều giống như chim sợ ná đứng bật dậy, nhìn về phía gian phòng phát ra thanh âm, đồng loạt chạy ào đến. Gian phòng đó chính là thư phòng. Mà cái giá sách có vấn đề kia, giờ phút này không hiểu sao đã ngã trên mặt đất, vô số sách vở rơi đầy trên mặt đất. Tình cảnh lúc này lại càng làm cho bốn người cảm thấy quỷ dị. Cái giá sách này nặng như vậy, không có khả năng nó tự ngã. Cùng với sự kiện mấy tượng thạch cao toàn bộ bị vỡ nát lần trước là hoàn toàn tương tự. Điều chứng minh, ẩn nấp trong bóng tối chính là nó, vừa đùa bỡn vừa tra tấn mỗi người bọn họ. Odakiri Yukiko cắn chặt đôi môi, cơ hồ cắn đến bật máu. Còn Doanh Tử Dạ cũng bắt đầu hiểu rõ. Giờ phút này, tại tòa biệt thự này,
mỗi một khắc đều không còn an toàn nữa rồi. Sau khi rời mắt khỏi giá sách, Doanh Tử Dạ ngồi xổm xuống nhìn kỹ mấy cuốn sách rơi vãi trên đất, cũng giống như mấy tượng thạch cao khi đó. Hiện tại cũng không có cách nào so sánh thứ tự mấy quyển sách này với ảnh chụp nữa rồi. Là tượng thạch cao? Hay là sách vở? Quỷ hồn đến tột cùng ẩn nấp ở nơi nào? Doanh Tử Dạ cầm một cuốn sách lên, đại não nhanh chóng chuyển động. Đến tột cùng nên làm thế nào mới tốt? Tình hình trước mắt xem ra dù làm thế nào cũng không có cách tìm ra nó. Hiển nhiên bản thân mình sẽ bị đùa bỡn, bị tra tấn, rồi cũng sẽ bị giết chết. Không có cách nào sao? Đúng vào lúc này, đột nhiên gương mặt của một người xuất hiện trong đầu Lý Ẩn. Hắn không phải một quyển bút ký sao? Cô suy tư một phen, rút quyển sổ tay, mở ra nhìn nhìn. Đối với mỗi lần kinh nghiệm của bản thân, Lý Ẩn đã viết ra tất cả nội dung suy luận, mạch suy nghĩ thấu đáo rõ ràng, làm cho người ta tán thưởng không thôi. Cô quyết định thử nhờ cậy Lý Ẩn trợ giúp. Doanh Tử Dạ bởi vì vậy mà quay sang Yodakiri Yukiko hỏi thăm. Yukiko tiểu thư, cô biết số điện thoại của Lý Ẩn chứ? Dẫu sao số điện thoại cố định của nhà trọ bên ngoài căn bản không cách nào gọi vào được. Ừ có. Nói cho tôi biết. Vừa nói Doanh Tử Dạ vừa rút điện thoại của mình ra, bắt đầu nhấn một dãy số, tiếp theo bấm nhanh số điện thoại của Lý Ẩn. Lúc này sau khi chuông điện thoại của Lý Ẩn reo lên, hắn lập tức nhấc máy nhận cuộc gọi. Lý Ẩn tiên sinh. Là Doanh tiểu thư sao? Lý Ẩn mỉm cười nói. Có phải hỏi Yukiko tiểu thư số của tôi không? Ừ, cô gật đầu nói. Tôi nói cho anh nghe manh mối trong ngôi nhà ma. Anh có thể suy luận ra hóa thân của quỷ hồn ở chỗ nào không? Hiện tại tôi chẳng có biện pháp gì cả. Được rồi, cô nói thật rõ đi. Lý Ẩn đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất chợt đối với an nguy của Doanh Tử Dạ lại cảm thấy vô cùng nóng ruột. Bất luận thế nào hắn cũng hy vọng Doanh Tử Dạ sống sót. Ừ, hắc y, giá sách. Lý Ẩn vừa nghe cô thuật lại vừa ghi chép những manh mối này xuống, đầu mày cũng đã nhanh chóng nhíu chặt. Manh mối quá ít. Thế nhưng mà đợi đến khi manh mối nhiều hơn, chỉ sợ lúc đó đã có người hy sinh rồi. Nấp ở nơi nào? Bức họa, giá sách, sách vở, tủ quần áo, thảm, tượng thạch cao, cái ghế, giường, trần nhà, đèn chùm. Cái gì cũng có thể là hóa thân của quỷ hồn. Không tìm ra manh mối, làm sao tìm được? Không, không đúng. Không thể nào không tìm thấy manh mối đâu. Nhà trọ không có lý do gì lại ra cho chúng ta một cái đề khó giải như vậy. Lý Ẩn nhấp ngụm nước rồi lại tiếp tục nói vào điện thoại. Bằng không thì, trực tiếp yêu cầu các bạn ở lại trong biệt thự 5 ngày là được rồi. Còn bày vẽ ra chuyện này thật đúng là dư thừa. Đây là tôi căn cứ vào những kinh nghiệm trước đây mà rút ra kết luận. Nói cách khác, muốn chúng ta tìm ra thì tất nhiên sẽ cho các bạn một ít manh mối. Manh mối? Doanh Tử Dạ nhìn thoáng qua Hạ Uyên, nói vào điện thoại. Trên thực tế, có manh mối hạng nhất. Giọng cô có vẻ hơi ấp á ấp úng. Lý Ẩn lập tức hỏi. Cô không muốn để người bên cạnh nghe được. Vậy được rồi, nói cho tôi biết, người nào cô không hy vọng y nghe thấy. 1. Hạ Uyên. 2. Đường Văn Sơn. 3. Yudakiri Yukiko. 4. Toàn bộ. Trả lời tôi. 1. Đã rõ, manh mối này có liên quan đến 1. Đúng, có liên quan đến hắc y. Đã rõ, cô nói tiếp. Chuyện này không thể nói. Để tôi đoán thử xem. Vào lúc y nhìn thấy hắc y, thái độ đó có chút mất tự nhiên. Anh làm sao biết được? Cô đã chú ý y khi nhắc tới manh mối trọng yếu, không có nghĩa là cả hai có mối liên hệ khá mật thiết. Nhưng mà Hạ Uyên lúc ra ngoài không có mặc hắc y, hơn nữa bản thân y cũng rất ghét màu đen. Do đó không lý nào trên người y lại có thứ làm cô liên tưởng đến hắc y. Như vậy chỉ có thể kết luận rằng y đối với hắc y nhất định phải có phản ứng gì rồi. Nói chung, nhà trọ sắp xếp huyết tự chỉ thị không có khả năng có mối liên hệ nào với người trong cuộc, hoàn toàn tách biệt đấy. Nói cách khác, phản ứng của Hạ Uyên nhất định là sinh ra trong lần huyết tự chỉ thị này. Như vậy hôm qua y xuất phát sớm đến biệt thự, đoán chừng đã nhìn thấy cái gì rồi. Ví dụ như tại cửa ra vào biệt thự hoặc là cửa sổ thấy được quỷ hồn đang mặc hắc y, hoặc là bộ hắc y đó đang bay lơ lửng chẳng hạn. Bất quá khả năng sau là rất thấp, bởi vì nếu là như vậy, Hạ Uyên chắc chắn đã nhận định bản thân hắc y chính là hóa thân của quỷ hồn rồi. Thì ra là vậy, tôi đã hiểu. Lý Ẩn trầm mặc hồi lâu nói. Nhưng mà sẽ không đơn giản là hắc y. Cô đã niêm phong cái tủ treo quần áo kia. Rồi,
Làm như vậy cũng là vì xác nhận. Biết rồi. Lý Ẩn mở cửa sổ ra, đại não nhanh chóng tự vấn, rốt cục nói với Doanh Tử Dạ. Tôi có một suy đoán, bất quá muốn chứng minh lại có chút khó khăn. Khó khăn? Tôi hỏi cô một vấn đề. Sau khi Lý Ẩn nói ra vấn đề đó, Doanh Tử Dạ lắc đầu nói. Chưa, không có quá để ý đến. Đưa điện thoại cho Yodakiri Yukiko. Sau khi Doanh Tử Dạ đưa điện thoại cho Yukiko, Lý Ẩn lại hỏi cô bé một vấn đề khác. Yodakiri Yukiko sau một lúc suy tư trả lời. Không, hình như không cảm thấy có cái gì đặc biệt cả. Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Đưa điện thoại lại cho Doanh tiểu thư. Thời điểm điện thoại trở lại trong tay của Tử Dạ, cô cầm điện thoại lên và hỏi. Anh rốt cục đang suy tính điều gì? Anh nghĩ ra cái gì rồi hả? Tạm thời cô không cần nghĩ nhiều đến vấn đề tôi đã hỏi. Bất quá tôi cho rằng manh mối trọng yếu có lẽ đã xuất hiện. Hoặc ít nhất là trước khi giết chết người đầu tiên có lẽ sẽ xuất hiện. Cái gì? Cô nói là cô đã cảm nhận được một đôi mắt màu huyết hồng nhìn chăm chú lên người cô đúng không? Ừ, đúng vậy, tràn ngập ác ý đó. Làm sao mà cô biết đó là một đôi mắt màu huyết hồng? À, vì sao lại biết là đôi mắt màu huyết hồng? Đúng vậy, vì sao? Cô thật ra chỉ nói là khi đó trước mắt cô bỗng nhiên biến thành một màu đỏ, sau đó cảm giác được ai đó đang nhìn chăm chú vào mình. Nhưng cô cũng không nhìn thấy người đó đã nhìn chăm chú vào mình đúng không? Lý Ẩn tiếp tục phân tích. Vậy cô vì sao lại có cảm giác như vậy? Vì sao? Vì sao lại có cảm giác như thế này? Tôi không biết. Hình như tôi hoàn toàn bị đôi mắt kia khóa chặt lại, sau đó toàn thân giống như là chìm vào biển máu vậy. Chính là dạng... Thật sự rất khó hình dung, rất trừu tượng. Nhưng mà Lý Ẩn lại không thỏa mãn với đáp án này. Không thể lại trừu tượng được, phải có lý do cụ thể hơn chứ. Lý Ẩn nói tiếp. Tôi không cho rằng cô là loại người sẽ bị cái gọi là trực giác ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Cái có thể làm cho cô quả quyết rằng đó là đôi mắt màu hồng huyết phải là một cái gì đó rất cụ thể. Anh nói rất đúng. Hai lần cô phát sinh cảm giác như vậy đều là ở phòng khách đúng không? Ừ, đúng vậy. Đúng lúc này, Doanh Tử Dạ đột nhiên chú ý tới một thứ. Đó là tấm thảm màu đỏ trên mặt đất. Trên mặt thảm, có chỗ bị cô cắt đi một góc, lộ ra bên dưới là mặt sàn đá cẩm thạch cực kỳ trơn bóng. Cô hiểu rõ chưa? Lý Ẩn tiếp tục nói. Cô ắt hẳn không phải bị trực giác trừu tượng nào đó ảnh hưởng tới, mà là cô đã nhìn thấy thứ gì đó rất cụ thể. Lý Ẩn nói rốt cục nói đến chỗ then chốt. Cô nhìn xem cái gì như vậy không? Ừ, đúng vậy. Doanh Tử Dạ ngồi xổm người xuống, nhìn về phía mặt sàn đá cẩm thạch trên bóng đó. Đúng lúc này trước mắt lần nữa biến thành một mảng đỏ như máu. Còn trên mặt đá cẩm thạch trên bóng kia bắn ra một ánh mắt tràn ngập ác ý, một đôi mắt vô cùng hung ác. Nhưng chỉ sau một cái nháy mắt, ánh mắt bắn ra từ nền đá cẩm thạch đã biến mất. Bàn tay của Lý Ẩn vô thức nắm chặt lấy màn cửa, hai mắt gắt gao nhìn ra ngoài cửa sổ. Như thể giờ phút này hắn đang cùng Doanh Tử Dạ ở ngôi nhà ma ám đó vậy. Mà đầu dây điện thoại bên kia hắn nghe thấy thanh âm của Doanh Tử Dạ. Thấy rồi, tôi nhìn thấy rồi. Cô nhìn thấy gì? Lý Ẩn vội vàng hỏi. Rốt cục cô nhìn thấy gì? Đầu dây bên kia chuyển đến thanh âm Doanh Tử Dạ. Đá cẩm thạch, trên đó phản chiếu một đôi mắt màu đỏ. Bất quá, hiện tại đã biến mất. Quả nhiên là thế. Lý Ẩn gật gật đầu. Sự tình phát triển so với tính toán của hắn không sai biệt lắm. Nhưng đến lúc rút ra kết luận còn phải chờ thêm một thời gian ngắn nữa. Nắm thật chắc chiếc điện thoại, Lý Ẩn hít một hơi thật sâu nói. Nhưng mà hóa thân của quỷ hồn hẳn không phải là đá cẩm thạch. Tôi không cho rằng nó lại lộ ra rõ ràng như vậy. Tôi cũng nghĩ như vậy. Còn ba người bọn Đường Văn Sơn thì lại bị phát hiện của Doanh Tử Dạ làm cho hoảng sợ. Mặc dù không nhìn thấy cặp mắt kia, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nó. Tóm lại, cố gắng hết sức tránh xa các tấm gương. Lý Ẩn cho cô một lời khuyên như vậy cảnh báo. Về phần nguyên nhân, trong bút ký của tôi cũng có ghi đó. Ừ, tôi đã từng đọc. Đưa di động qua cho Hạ Uyên nghe, tôi còn muốn hỏi y mấy vấn đề. Doanh Tử Dạ đưa điện thoại cho Hạ Uyên. Sau đó y và Lý Ẩn nói những chuyện có chủ đề hoàn toàn không liên quan gì đến ngôi nhà ma. Tiếp theo di động lại được trả về cho Doanh Tử Dạ. Lý Ẩn nói với cô. Trước mắt vẫn rất khó chứng minh suy đoán của tôi đúng hay sai. Nếu có đầu mối mới, tôi sẽ gọi lại cô. Sau khi cúp điện thoại, Lý Ẩn toàn thân nặng nề ngồi phịch xuống ghế sofa. Đồng thời hắn cũng bắt đầu lo lắng cho Doanh Tử Dạ. Kỳ thật muốn chứng minh phỏng đoán kia có đúng hay không cũng không khó. Thực kỳ lạ,
Rõ ràng chỉ mới quen biết nhau một thời gian rất ngắn, thế mà Doanh Tử Gia ở trong lòng Lý Ẩn lại đã chiếm lấy một vị địa vị vô cùng trọng yếu như vậy. Nhưng tại sao lại quen nhau ở trong tòa nhà trọ này kia chứ? Lý Ẩn trong quá khứ, đối với các kiểu thuyết pháp vừa thấy đại yêu, rất là xem thường, chỉ cho rằng đó là luận điệu của những tác giả tiểu thuyết ngôn tình. Thế nhưng từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy Doanh Tử Gia, bất chi bất giác, Lý Ẩn đã bị cái khí chất trên người cô hấp dẫn rồi. Mày suy nghĩ đi đâu thế này? Lý Ẩn vò lấy tóc của mình tự nhủ. Sống ở cái tòa nhà trọ khủng bố này, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, sao lại còn có tâm tình đi nghĩ mấy cái chuyện này chứ hả? Mà muốn nghĩ, cũng phải đợi đến khi được tự do, sau khi ly khai tòa nhà trọ này mình nghĩ đi. Thế nhưng Doanh Tử Gia có thể sống được bao lâu đây? Lý Ẩn cảm giác được, nếu như Doanh Tử Gia chết, hắn sẽ rất khổ sở. Thực là kỳ quái. Cho dù là Khả Hân làm hàng xóm với hắn một năm bị chết, hắn cũng bình thản tiếp nhận. Nhưng mà Doanh Tử Gia, một nữ nhân mà thời gian quen biết còn chưa vượt quá 10 ngày, lại làm cho hắn tiếc thương đến thế. Đừng chết nha, Doanh Tử Gia. Lý Ẩn lúc này cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho cô mà thôi. Mà ở trong tòa biệt thự kia, hiện tại bốn người cũng không dám đóng cửa phòng khách lại. Và Doanh Tử Gia luôn cảm thấy đại khái có thể thu hẹp phạm vi khả nghi lại bên trong phòng khách này. Nhưng nếu là như thế, hắc y, giá sách vân vân đều hoàn toàn không có quan hệ gì sao? Lúc này bốn người đều ngồi ở trên bậc thang, những căn phòng khách trông rộng to lớn. Ở vị trí này toàn bộ phòng khách đều có thể thu hết vào mắt, một khi có biến hóa cũng sẽ dễ ứng phó. Lý Ẩn rốt cục nói thế nào? Hạ Uyên hỏi Doanh Tử Gia. Hắn có nói cho cô biết đó là thứ gì không? Không có nói, Doanh Tử Gia lắc đầu. Hạ Uyên lại chuyển hướng sang Yodakiri Yukiko nói. Yukiko tiểu thư, Lý Ẩn nói với cô đó là thứ gì? Không có. Yodakiri Yukiko vẫn như trước lắc đầu. Cô bé đồng thời cũng nhớ lại vấn đề mà Lý Ẩn đã hỏi mình. Cái đó là có ý gì? Cứ như vậy thật là buồn chán quá. Đường Văn Sơn đề nghị. Dù sao cứ tiếp tục như vậy, mọi người sẽ càng lúc càng khẩn trương, không bằng thoải mái tâm sự đi. Mọi người nói ra cách nhìn của bản thân mình như thế nào được không? Cách nhìn. Yodakiri Yukiko cười khổ nói. Chẳng phải cả ngày đã xem xét kỹ lưỡng mọi vật dụng trong nhà, anh cũng nhìn không ra mấy thứ đó có phải là hóa thân của quỷ hồn hay không? Không, thật ra tôi có một ý nghĩ. Doanh Tử Gia đột nhiên lên tiếng. Yodakiri Yukiko biến sắc, vội hỏi. Ý nghĩ? Cô... Những bức tượng thạch cao kìa. Lúc này ngón tay của Doanh Tử Gia chỉ về hướng đống tượng thạch cao đang nằm chồng lên nhau đằng xa, mà đồng thời với lúc cô làm ra động tác này, bao gồm cả Yodakiri Yukiko trong đó, tất cả mọi người không tự chủ được lập tức nhích người về sau mấy bức tượng. Doanh Tử Gia nói ra cách nhìn của cô. Bởi vì những bức tượng thạch cao này đều đã nát vụn rồi, cho nên chúng ta không cách nào xác nhận những mảnh vỡ này có phải là toàn bộ tượng thạch cao. Là ý gì? Đường Văn Sơn vẫn không hiểu. Thế nhưng Yodakiri Yukiko lại lập tức có phản ứng. Cô bé lập tức nói. Cô, ý cô chẳng lẽ là bên trong đống mảnh vỡ thạch cao này có lẫn vào những thứ khác? Những mảnh vỡ đó tôi đều so sánh đã chụp lại, nhiều lần so sánh nhưng mà cũng không có khác biệt gì. Doanh Tử Gia Thủy Chung vẫn không rời mắt khỏi đống tượng thạch cao. Bất quá, cũng có thể tôi đã đoán sai rồi. Trước mắt bốn người, một mục tiêu chung dần dần đã hình thành. Tìm ra quỷ hồn, phương pháp giải quyết ổn thỏa nhất đó chính là bức quỷ hồn hiện ra nguyên hình. Sau đó có thể sớm ly khai, trốn về nhà trọ. Nhưng làm như vậy không khác gì dẫn hổ xuất động, tự tìm đường chết. Đây là đánh cược trong 5 ngày có thể sống sót, hoặc là bức quỷ hồn hiện ra rồi thoát đi. Nhưng mà trước mắt dù có muốn đánh cược cũng không thể đánh cược, bởi vì căn bản là tìm không ra. Đến tuột cùng, nó ở nơi nào? Yodakiri Yukiko trải qua 4 lần huyết tự chỉ thị trước đây, đều không có lần nào bị tra tấn thần kinh kiểu thế này. Tuy quỷ hồn còn chưa chính thức xuất hiện, nhưng so với xuất hiện thì còn đáng sợ hơn. Biết rõ là ngôi nhà ma, lại phải 24/24 ở lại trong này. Đột nhiên cô bé đứng lên, đi lên lầu. Doanh Tử Gia hỏi, Yukiko tiểu thư, cô đi đâu vậy? Đi vệ sinh. Còn nữa? Yodakiri Yukiko nhìn Doanh Tử Gia nói. Doanh tiểu thư, cô muốn đi cùng không? Doanh Tử Gia suy nghĩ, vẫn là hai người cùng một chỗ sẽ an toàn hơn. Vì vậy nói, được rồi, tôi cũng đi cùng. Đi qua một cái hành lang,
phía trước chính là một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh có diện tích tương đối lớn, mà lúc đi tới trước cửa, Doanh Tử Dạ đột nhiên kéo Yodakiri Yukiko lại nói: "Yukiko tiểu thư, chờ một chút, Lý ẩn đã nói với tôi, cố gắng hết sức đừng đến gần tấm gương." "Tấm gương?" Yodakiri Yukiko nghi hoặc nhìn cô một cái, đột nhiên hỏi: "Chẳng lẽ Lý ẩn lại cho rằng quỷ hồn hóa thành tấm gương?" "Không, hắn không có nói như vậy." Trong phòng vệ sinh có một tấm gương rất lớn, Doanh Tử Dạ tự nhiên biết rõ không thể đi vào. Nhưng mà không có bất kỳ phòng vệ sinh nào mà không có tấm gương cả. "Vậy làm sao bây giờ?" Yodakiri Yukiko thần sắc rất xấu hổ. "Tôi rất gấp." Cô bé đối với Lý ẩn vẫn luôn rất tín nhiệm. Người nam nhân này xác thực không đơn giản, nếu không cũng còn có thể sống sót đến khi huyết tự chỉ thị lần thứ tư chấm dứt. Nhưng không vào trong thì chẳng lẽ ở bên ngoài giải quyết? Yodakiri Yukiko tức khắc đỏ bừng mặt, còn Doanh Tử Dạ thì lại nói: "Vậy sao? Thôi, cứ lựa đại phòng vệ sinh nào đấy, phòng nào cũng tốt." Nhưng nhìn đối phương hung hăng trừng mắt nhìn mình, Doanh Tử Dạ biết rõ Yodakiri Yukiko chắc chắn sẽ không đồng ý. Tuy không phải đi vào rồi thì nhất định sẽ chết, nhưng trong tình cảnh quỷ dị thế này thì ai dám đánh cược? Chỉ vì vấn đề mặt mũi và tôn nghiêm mà khi không đi đánh cược cái mạng, quả thực không đáng. Yodakiri Yukiko oán hận nói: "Đưa di động cho tôi, tôi hỏi Lý ẩn một chút, vì sao lại không thể đến gần tấm gương?" "Chuyện này..." Doanh Tử Dạ kể vào bên tai của Yodakiri Yukiko. Sau khi nói mấy câu, cô bé lập tức gật nhẹ đầu, nhưng sắc mặt vẫn khó tin nói: "Có đơn giản như vậy không? Không đến mức đó chứ. Nếu đơn giản như vậy, có thể nhìn ra được hóa thân của quỷ hồn, vậy đó chẳng phải..." "Yukiko tiểu thư, đây chỉ là đề phòng vạn nhất thôi." "Cô ngốc à?" Yodakiri Yukiko lúc này lại trực tiếp xoay nắm cửa muốn đi vào trong còn nói: "Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải sẽ biết được hóa thân của quỷ hồn sao? Nhưng mà như vậy cô cũng sẽ rất nguy hiểm." "Nguy hiểm thì bất cứ lúc nào cũng sẽ có." Tiếp theo cô bé dứt khoát đóng cánh cửa lại. Yodakiri Yukiko sau khi tiến vào phòng vệ sinh, đầu tiên là lập tức nhìn về phía tấm gương. Rất bình thường, không có bất kỳ điểm nào không đúng. Bất quá Yodakiri Yukiko bẩm sinh cực kỳ cẩn thận, ánh mắt thủy chung không hề rời khỏi tấm gương. Mở khóa quần, sau đó ngồi xuống mặt bồn cầu, Yodakiri Yukiko đột nhiên cảm thấy có một loại áp lực khiến mình hô hấp vô cùng khó khăn, giống như bị một ánh mắt tà ác đang nhìn chăm chăm vào. "Đến rồi." Cô bé cắn chặt môi, gắt gao nhìn chăm chăm vào tấm gương nói: "Đến rồi thì ra đi." Đột nhiên một tiếng mở cửa vang lên. Yodakiri Yukiko vội vàng nhìn lại, nhưng cánh cửa đã đóng lại. Ngay sau đó, cô bé nhìn thấy trong gương xuất hiện một người toàn thân mặc hắc y, trên mặt lại là thịt thối trộn lẫn với máu tươi, một đôi mắt màu đỏ, cái cằm vỡ ra, còn dính trên miệng được là nhờ mấy cọng gân giữ lại nó. "Ác quỷ!" Doanh Tử Dạ giờ phút này vẫn như trước canh giữ ở cửa ra vào, nhờ Yodakiri Yukiko đi ra. Thế nhưng thời gian không ngừng trôi qua, cô bé vẫn chưa trở ra. Chẳng lẽ... Chân của cô không ngừng bước lùi về phía sau. Lý ẩn đã nói đúng. Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa phòng vệ sinh bật mở. Còn bên trong nằm trên mặt đất là thi thể của Yodakiri Yukiko. Nhưng mà đầu cô bé lại xuất hiện ở bồn rửa tay trong phòng vệ sinh. Doanh Tử Dạ lập tức quay đầu lại chạy, dùng hết tốc lực hướng đằng sau chạy như điên. Nó rốt cục đã ra tay rồi. Đang khi cắm đầu chạy về phía trước, thì trước mặt lại đang có người chạy đến. Là Hạ Uyên toàn thân nhuốm máu. "Doanh tiểu thư." Hạ Uyên vẻ mặt hoảng sợ nói. Đường Văn Sơn hắn chết rồi." "Chết ư?" Doanh Tử Dạ choáng váng. Cô lập tức cùng Hạ Uyên chạy trở lại chỗ cầu thang. Chỉ thấy Đường Văn Sơn rõ ràng đã bị treo cổ ở ngọn đèn chùm trên trần nhà. Quấn lấy cổ anh ta chính là một sợi dây thừng màu đen. "Chuyện này đã xảy ra chuyện gì?" Doanh Tử Dạ vừa định hỏi Hạ Uyên bên cạnh, nhưng cô vừa mới lớn tiếng mở miệng lập tức đã dừng lại. Trong lòng của cô đã có một giả thiết táo bạo. Có lẽ chân thân của nó chính là... "Hạ lầu trưởng, chúng ta đến phòng vệ sinh lầu 1 đi." Hạ Uyên tựa hồ đối với Doanh Tử Dạ rất tin tưởng, cũng không hỏi lý do, đã theo cô chạy vào bên trong phòng vệ sinh lầu 1. Doanh Tử Dạ đặc biệt lựa một phòng vệ sinh có cửa sổ, một phòng vệ sinh có thể lập tức ly khai biệt thự. Sau khi bước vào phòng vệ sinh, đầu tiên là cô nhìn về phía tấm gương. Tấm gương có thể phản chiếu ảnh thật,
Tuy phương pháp này rất đơn giản, nhưng lại phải trả một cái giá rất đắt, bởi vì cùng lúc bản thân tìm ra quỷ hồn, thì nó cũng nhìn thấy mình. Trong gương, bên cạnh Doanh Tử Dạ, vốn là vị trí của Hạ Uyên, nhưng hiện tại đứng đó là một thân hắc y với một đôi mắt màu huyết hồng, một xác chết thối rữa khủng bố giống như ác quỷ. Tới đây thì anh Tú xin phép được tạm dừng chuyện các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp.